chương 4480, Đinh Gia Gia nhà người đây. Hiện tại Lăng Hàn chẳng những tướng mạo thay đổi, hơn nữa sau mông còn có cái đuôi. Hắn đang học theo thanh sát hổ vương, hắn tuyên cáo bản thân là yêu tộc. Yêu tộc nơi này bị phó hỏa dương giết đến người ngã ngựa đổ, đã sớm không chịu nổi, mắt thấy Lăng Hàn đứng ra, bọn họ như nhìn thấy cứu tinh, nhao nhao giống to trợ uy cho Lăng Hàn. Phó hỏa dương kinh ngạc, tên yêu tộc này không giống thổ dân nơi này, tại sao chủ động gây hấn với mình bọn họ đã sớm tạo thành ăn ý chính là giết tất cả cũng không động vào nhau rất bình thường có rất nhiều người có lai lịch lớn chẳng lẽ vì cống hiến cho thổ dân trong tiểu bí cảnh lại đánh nhau chết sống nếu không phải vì mau chóng đạt được khai thiên phủ bọn họ sẽ không xuất thủ chỉ chờ tới lúc cường giả chân ngã cảnh thậm chí hóa linh chân quân tiến vào nơi đây còn có phần cho thổ dân nói chuyện hay sao nhưng yêu tộc này lại dám chọc chính mình ngươi bị mù sao không biết ta là phó hỏa dương sao muốn chết Phó Hỏa Dương thân là đế tộc, hắn là kẻ phách lối bá đạo, từ trước đến nay là hắn chọc người khác, sao có thể khoan dung người khác chọc lên đầu hắn. Không quản ngươi ngốc thật hay giả, đi chết đi, oanh, hắn đánh ra một trưởng mang theo uy năng ngập trời. Lăng Hàn mỉm cười, tùy ý phát động một môn bảo thuật cấp tôn giả, hắn va chạm với Phó Hỏa Dương. Bang, 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 hai người đấu nhưng chiến lược tranh lệch quá lớn, tự nhiên là Lăng Hàn bị đánh lui về phía sau, nhưng hỗn độn tiên đan phát huy dễ dàng hóa giải lực lượng, Tự nhiên không gây thương tổn đến hắn. Ồ, Phó Hỏa Dương lại không ngốc, hắn cảnh giác, đối phương có thực lực kém xa mình nhưng lực lượng của mình không thể đả thương hắn, điều này nói rõ cái gì? Gia Hỏa này có thể hấp thu lực lượng đả kích, thần thông như thế, hắn chỉ nhìn thấy trên người một người, mà thần thông đặc biệt như vậy, hắn cũng không tin tưởng vì tiện gặp gỡ một người thì đối phương có được. Cho nên, chân tướng chỉ có một, yêu tộc này là kẻ nhục nhã hắn. Đinh nhất, Phó Hỏa Dương cắn răng gầm thét, thì ra là ngươi. Ha ha, chính là đinh ra ra nhà ngươi đây." Lăng Hàn cười to, hắn bị nhận ra thì không cần giấu giếm, xoát, sát khí xung kích đánh tới, Phó Hỏa Dương ôm đầu kêu thảm thiết. Hiện tại sát khí xung kích thật đáng sợ, có thể nói đây là sát chiêu mạnh nhất của Lăng Hàn. Hắn thừa cơ giết tới, một quyền đánh nát tất cả. Dù sao Phó Hỏa Dương cũng là thiên tài đế tộc, hơn nữa cũng tiến vào âm phủ, đạt được không ít chỗ tốt, cường độ linh hồn bước vào chân ngã cảnh, hơn nữa, ý chí của hắn phi thường cứng cỏi cuối cùng vẫn có thể thoát ra được. Đáng chết, hắn đấm ra một quyền ngăn cản Lăng Hàn. Bành, kết quả hắn bị một quyền này đánh bay ra ngoài, hoàn toàn không phải đối thủ của Lăng Hàn. Bị sát khí xung kích tập kích, hắn có thể hoàn thủ đã không tồi, còn muốn bảo lưu bao nhiêu chiến lực. Lợi hại, uy vũ, dũng sĩ, yêu tộc thấy thế cổ vũ trợ uy cho Lăng Hàn. Phó hỏa dương giận không nhịn nổi, hận không thể bầm thây Lăng Hàn thành vạn đoạt. Nhưng lúc luận bàn trong đông lâm đế tộc, hắn cũng không bằng Lăng Hàn, chỉ dựa vào thiêu đốt đế huyết gia tăng 10 trọng thiên chiến lực, hắn vẫn bị Lăng Hàn hành hạ. Hiện tại hắn là đối thủ của Lăng Hàn hay sao? Đi, hắn quyết định thật nhanh, lập tức xoay người chạy, hiện tại hắn không cần liều mạng với Lăng Hàn, chờ hắn bước vào chân ngã cảnh, hắn sẽ dùng ưu thế đại cảnh giới chém giết Lăng Hàn. Lăng Hàn cười lạnh, hắn đã xuất thủ thì có thể nhìn đối phương chạy hay sao? Hỗn độn thần lôi, tư, một tia chớp đánh ra, còn chưa tới người, chỉ thấy phó hỏa dương đã đứng im tại chỗ, Hắn rơi vào trong ảo cảnh, Huyễn cảnh Hắc Mang đã dung hợp vào Hỗn Độn Thần Lôi nhưng bản thân có tác dụng oanh kích thần thức, tất cả chỉ cần nằm trong phạm vi thừa nhận của hắn. Cho nên, Hỗn Độn Thần Lôi chưa đánh tới, Huyễn cảnh Hắc Mang đã ảnh hưởng tới thần trí của Phó Hỏa Dương. Nhưng Hỗn Độn Thần Lôi bay đi quá nhanh, ngay thời điểm Phó Hỏa Dương ngây người thì thần lôi đã đánh tới. Nhìn thấy lôi quang lóe sáng, ngực của Phó Hỏa Dương đã bị cháy thành cái động. Hắn bị đánh trọng thương, Phó Hỏa Dương thoát ra khỏi huyễn cảnh, vào Lúc này, Lăng Hàn cũng vùng quyền giết tới đây, sát ý sôi trào. Phó Hỏa Dương hoảng hốt, hắn chưa bao giờ thấy Lăng Hàn sử dụng chiêu này. Đây mới là tuyệt thuật, hơn nữa người này thâm tàng bất lộ, trước đó vẫn không dùng tới. Hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, vội vàng suốt kích ngăn cản Lăng Hàn, không thì hắn chỉ có con đường chết. Bành, chỉ một kích, Phó Hỏa Dương bị đánh bay lần nữa, hắn không địch lại Lăng Hàn. Đây là đương nhiên, hắn bị hỗn độn tiên đàn áp chế chiến lực ba trọng thiên, hơn nữa ngược lại bị trọng thương, nhiều lắm chỉ phát huy ra chiến lược thập nhất trọng thiên, mà Lăng Hàn thì sao? Lực lượng nguyên thủy đạt tới thập trọng thiên, tùy tiện dùng một môn thánh thuật cũng có thể nghiền ép về mặt chiến lực. Lăng Hàn đuổi kịp và công kích liên tục, chiêu chiêu chí mạng. Phó Hỏa Dương vừa giận vừa sợ, hắn bị động chịu đòn. Mặc dù luận bàn lần trước không thiêu đốt đế huyết nhưng không còn thừa lại bao nhiêu, còn không đủ trèo chống hắn thiêu đốt đế huyết, cho nên, hắn hiện tại không có biện pháp, căn bản không có át chủ bài bộc phát hắn chỉ có thể bị đánh, liên tiếp chúng các công kích, hắn kêu la thảm thiết. Càng làm cho hắn buồn bực là, mỗi một kích của Lăng Hàn rất nặng nhưng không nguy hiểm tính mạng. Nếu đánh mạnh hơn một chút sẽ uy hiếp tính mạng của hắn, bảo vật trên người của hắn sẽ phát uy, mang theo hắn thuấn di rời đi. Nhất định là gia hỏa này cố ý. Phó hỏa dương tức giận gào to, đường đường đế tộc nhưng bị người ta trêu đùa, còn thiên lý hay không? Bành, cuối cùng, Lăng Hàn đánh ra một quyền, lực lượng này rất nặng, trực tiếp uy hiếp đến sinh mệnh Phó Hỏa Dương, ngay sau đó ánh sáng bao phủ người hắn, xèo, sau đó hắn biến mất. Bảo vật phát uy, hắn có thể tránh chết một lần, còn chạy đi ức vạn dặm, bảo đảm hắn đầy đủ an toàn. Hắn thật sự có thể thoát được sao? Lăng Hàn hiện tại là trận đạo tông sư, hắn nhạy bén phát hiện, kỳ thật trong tia sáng kia có mang theo lực lượng địa mạch, mượn lực đưa Phó Hỏa Dương đi ra. Ha ha, thì ra đây là nguyên lý của Vạn Lý Độn Hành Phù. Lăng Hàn đứng yên, thần thức mở ra và tiến vào trong địa mạch. Địa mạch trong bí cảnh này ít đến thương cảm, cũng chỉ có mười mấy đầu mà thôi, cho nên muốn tra xét vô cùng dễ dàng. Tìm được, lang Hàn tươi cười, xèo, hắn cũng biến mất trong nháy mắt. Cũng không biết vận khí của hắn tốt hay phó Hỏa Dương bất hạnh, nơi này vừa vặn có miệng địa mạch, hắn không cần phải đi sang nơi khác tìm. Một bên khác, Phó Hỏa Dương thông qua địa mạch truyền tống tới đây, lúc này, hắn cách chiến trường ít nhất mấy chục vạn dặm tự nhiên không có khả năng bị Lăng Hàn tìm được. Hắn sờ lên dây chuyền, chính là đồ chơi này cứu hắn một mạng, hắn có thể phát động 7 lần. Quả nhiên nội tình của đế tộc rất kinh người, át chủ bài bảo mệnh có thể sử dụng nhiều lần như thế. Đầu tiên phải chữa thương, sau đó lại tính tiếp, nhưng hắn còn chưa lấy ra thuốc trị thương, hắn nhìn thấy một bóng người xuất hiện. Chương 4481, giết phó Hỏa Dương. Lăng, Lăng Hàn, giờ khắc này, phó Hỏa Dương ngây người, tình huống như thế nào? ta bị truyền tống đến nơi này, tại sao ngươi có thể theo sát tới đây? cho dù ngươi có thủ đoạn dò xét vạn dặm, nhưng khu vực lớn như thế, tại sao ngươi biết ta ở nơi này? làm sao có thể là ngươi? phó hỏa dương kinh hô, hắn bị dọa thật sự. lăng hàn cười nói, vì cái gì không thể là ta? cho phép ngươi chạy không cho phép ta đuổi theo sao? cũng không phải vấn đề chạy hay không, đuổi theo hay không, mà là ngươi không có khả năng đuổi theo ta. đương nhiên phó hỏa dương không tin vận khí lăng hàn tốt như vậy vừa vặn tìm ra của hắn chạy trốn hắn không nói hai lời trực tiếp co chân bỏ chạy lăng hàn đuổi kịp chiến lực bộc phát hoàn toàn và tấn công phó hỏa dương phó hỏa dương chống đỡ thương thế của hắn không được trị liệu theo thời gian trôi qua đang chuyển biến xấu từ đó làm chiến lực của hắn giảm xuống hắn làm sao có thể trở thành đối thủ của lăng hàn mấy chiêu mà thôi hắn bị đánh chết lần nữa một vệt sáng cuốn hắn bay đi lần này người đi chỗ nào lăng hàn thì thào thần thức mở ra hắn dùng địa mạch tìm kiếm tung tích phó hỏa dương. Tìm được, xeo, hắn lần theo địa mạch, thân thể hắn biến mất nhanh chóng. Một bên khác, phó hỏa dương vừa kết thúc truyền tống, hắn lập tức bỏ chạy, hắn không biết lăng hàn có thể đuổi theo hay không nhưng hắn không dám mạo hiểm. Nhưng hắn chỉ chạy một đoạn đã nhìn thấy bóng người xuất hiện. Lăng hàn, quả nhiên, ra hỏa này lại tới. Phó hỏa dương, người chạy cái gì? Lăng hàn nhanh chân đuổi theo, với trạng thái của phó hỏa dương hiện tại, hắn không thể phát huy bao nhiêu tốc độ, Hắn bị Lăng Hàn đuổi kịp. Sau đó là hành hung một trận, kết quả không cần nói, chỉ qua vài chiêu, Phó Hỏa Dương bị đánh chết lần nữa, hắn lại biến mất không thấy gì nữa. Cho dù ngươi chạy 100 lần thì ta vẫn có thể đuổi kịp, thẳng đến khi tiến ngươi lên đường. Lăng Hàn thì thào tự nói, lần này hắn tuyệt đối không buông tha đối phương. Phó Hỏa Dương truyền tống hoàn tất, lần này hắn không tiếp tục chạy. Thiên tài như hắn không thiếu quả quyết, biết trốn cũng không có khả năng trốn được cho nên biện pháp hữu hiệu nhất không phải chạy, mà là phản kích. Hắn ôm cây đợi thỏ, chỉ cần Lăng Hàn xuất hiện, hắn sẽ đánh ra một kích lôi đình. Vừa mới truyền tống ra, Lăng Hàn khẳng định bỏ bê phòng bị, chính là cơ hội xuất thủ tốt nhất. Nếu có thể xử lý Lăng Hàn, hắn có thể giải quyết vấn đề đuổi giết, còn có thể báo thù. Xeo, qua một lúc sau, quả nhiên Lăng Hàn lại xuất hiện. Chết, phó hỏa dương hét lớn một tiếng, hắn toàn lực công kích Lăng Hàn. Một kích này, hắn đã sử dụng toàn lực ứng phó, hắn đánh ra một kích đế thuật cực mạnh, thể phải xử lý Lăng Hàn. Nhưng Lăng Hàn sẽ không phòng bị, bành, một kích này không thể đánh phá phòng ngự của hỗn độn cực lôi tháp, bị hỗn độn khí ngăn cản. Cái gì? Phó Hỏa Dương không thể tưởng tượng nổi, hắn dùng đế thuật công kích đánh Lăng Hàn không sẵn sàng, hiện tại hắn không phá được phòng ngự của đối phương. Phó Hỏa Dương, không quản ngươi đào tẩu bao nhiêu lần, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Lăng Hàn nói, hắn đã động sát ý thật sự. Phó Hỏa Dương cắn răng, nói ngươi là ai ngươi là ai ta là đại gia của ngươi lăng hàn cười nói hắn không có ý lộ thân phận phó hỏa dương vừa đánh vừa rút lui ta biết đinh nhất không phải thân phận chân thật của ngươi thế nào ngươi không dám gặp người sao thân phận chân thật của ngươi rất đê tiện là con trai của kỹ nữ sao hắn đang cố ý chọc giận lăng hàn muốn lăng hàn bộc lộ thân phận chân thật nhưng lăng hàn không mắc lừa hắn chỉ xuất hai quyền hai quyền đã xử lý phó hỏa dương lần nữa một lần một lần lại một lần sắc mặt phó hỏa dương càng ngày càng khó coi hắn chỉ còn lại một cơ hội truyền tống cuối cùng lại bị lăng hàn xử lý một lần hắn không thể lại chết nếu không sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục đinh nhất kỳ thật giữa chúng ta không có thâm thù đại hận gì hắn đổi chiến thuật lôi kéo và đồng tình không bằng hóa thù thành bạn ta là thiên kiêu đế tộc người có bằng hữu như ta sẽ có được rất nhiều chỗ tốt lăng hàn bật cười phó hỏa dương người mới đi lăn lộn ngày đầu tiên hay sao tại sao lại có thể nói ra lời ngây thơ như thế nếu bản thân ngươi muốn làm người thì đứng thẳng lên dốc sức đánh một trận đi nói nhảm hắn mới không muốn chết phó hỏa dương gầm thét không ta là thiên kiêu đế tộc tương lai ta tất thành thánh nhân không thể chết không có người nào không thể chết huống chi là cặn bã như ngươi lang hàn từ tốn nói ngươi muốn thành thánh chẳng phải đây là bất hạnh của thiên địa hay sao bành hắn lại đánh ra một quyền đánh phó hỏa dương truyền tống lần cuối cùng Ngươi còn có thể truyền tống mấy lần? Lăng Hàn tìm kiếm địa mạch, hắn nhanh chóng định vị Phó Hỏa Dương, thân thể biến mất và đuổi theo. Lần này, Phó Hỏa Dương đã kinh hoàng thất thố, hắn không nắm chắc bài, không thể bảo vệ tính mạng của mình. Lăng Hàn nhìn thấy thì hiểu ra, nói: "Xem ra, chiêu số cứu mạng của ngươi đã dùng hết." Phó Hỏa Dương tức giận, bản thân bị Lăng Hàn ép tới mức này. Bảy cơ hội bảo vệ tính mạng, hắn lại bị Lăng Hàn đuổi kịp, không có lần nào bỏ chạy thành công làm sao bây giờ làm sao bây giờ trong lòng của hắn suy nghĩ nhanh như tia chớp hắn không nghĩ ra đối sách giờ phút này phó hỏa dương cực kỳ tuyệt vọng hắn cũng hối hận không gì sánh kịp hắn không hối hận khi luyện chế vạn linh huyết đan cũng không phải hối hận bức bách lăng hàn mà là không nhân dịp lăng hàn nhỏ yếu mà xử lý hắn không có biện pháp hắn tự nghĩ là truyền nhân đế tộc tu vi lại vượt xa nằm mơ cũng không ngờ có một ngày bản thân bị lăng hàn dồn vào tuyệt địa đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi lăng hàn đã giết tới hắn vận dụng hỗn độn thần lôi hắn đánh một kích xuyên thủng ngực phó hỏa dương lần này đã đánh nát trái tim đối phương phó hỏa dương hét lớn một tiếng hắn bắt đầu thiêu đốt tiên đan hắn muốn đánh cược lần cuối chết lăng hàn lại công kích sát khí sung kích bộc phát chỉ thấy phó hỏa dương dùng hành động thiêu đốt tiên đan hắn ngã xuống sinh cơ biến mất lăng hàn không đồng tình chút nào phó hỏa dương tự tìm đường chết hắn muốn dùng máu ngàn vạn sinh linh luyện chế vạn linh huyết đan chỉ riêng điểm này đã đủ giết hắn ngàn vạn lần. Hắn nắm thi thể phó hỏa dương lên, sau đó hắn quay về khu vực chiến trường. Chiến đấu đã kết thúc, tiểu hàn tử, đại hắc cầu chạy tới. Thế nào, xử lý một tên, lăng hàn gật đầu, họ phó, ân, tốt, đại hắc cầu rất hưng phấn, nói. Cầu gia đã trào lên quan hệ với đại lão hổ, đi. chương 4482, trận doanh yêu tộc. Lăng Hàn và Đại Hắc Cẩu đi vào trong núi lớn, Đại Hắc cầu nói tình hình chiến đấu với Lăng Hàn, rất khốc liệt, chết rất nhiều người ả à yêu thú, đa số là thổ dân nơi này, kẻ ngoại lai không chết mấy người. Bởi vì hai bên tổn thất to lớn cho nên đều thu binh. Cẩu ra, cẩu ra, tiến vào doanh địa hổ vương, chỉ thấy trên đường đi đều có tiểu yêu chào hỏi đại hắc cẩu, dáng vẻ đầy nịnh nọt. a à, dường như người quan hệ không tệ, lang hàn cảm thấy kỳ quái. Cũng đúng, đại hắc cẩu cao ngạo nói, cẩu ra kém chút kết bái huynh đệ với lão hổ kia, những tiểu đệ này còn không vuốt mông ngựa ta. Lăng Hàn chật chật, hắn truy sát phó hỏa dương cũng không bỏ ra bao nhiêu thời gian, nhưng đại hắc cẩu đã có tình hữu nghị thâm hậu với hổ vương. Người gạt người thế nào, ách, lừa gạt hổ thế nào? Hắn cười nói, nói lừa gạt cái gì? Đại hắc cẩu làm ra vẻ mặt chính nghĩa, nói, cẩu ra chỉ trao đổi với nó một ít và cho xem quần lót mà thôi. Lăng Hàn tức giận, con chó chết này không đứng đắn. Đây là địa bàn của yêu thú, mà ánh mắt thẩm mỹ yêu thú cũng khác với nhân tộc, kiến trúc nơi này đều là tảng đá dựng thành, hoàn toàn không nhìn ra mỹ cảm gì, có phần thô kệch. Lão Hắc huynh đệ, bọn họ đi tới kiến trúc bằng đá to lớn, hắn nhìn thấy thanh sát hổ vương đã ra đón, đối phương cười tươi như hoa, nói. Tới tới tới, chờ người thật lâu rồi. Hổ ca, đại hắc cầu gật đầu, trên mặt nở nụ cười rất đê tiện. Lăng Hàn không đành lòng nhìn, nhưng đầu nhìn sang nơi khác. Bọn họ tiến vào phòng đá, kỳ thật nên gọi là đại điện, bên trong rất lớn, cho dù là ghế cũng to lớn lăng hàn liếc mắt nhìn chung quanh trong lòng hiểu rõ đây đều là yêu tộc đến từ bên ngoài lăng hàn nhìn thấy lăng hàn tiến đến không ít yêu tộc đứng lên ánh mắt nhìn chằm chằm ngay cả đế tử đều bị đánh bại lăng hàn triệt để phát hỏa chỉ cần là cấp bậc thiên tài phần lớn đều gặp qua dáng vẻ của lăng hàn đây chính là đối thủ rất mạnh hiện tại mọi người phân biệt rõ ràng nhân tộc đứng bên phía liệt phong quốc mà yêu tộc đứng ở bên yêu thú ngươi là nhân tộc tới đây làm gì a à, ngươi là nhân tộc thanh sát hổ vương nói, giọng nói mang theo uy thế vô tận. Đại hắc cẩu vội vàng nói, hổ ca ngươi không nên gấp, huynh đệ của ta thân ở nhân tộc tâm tại thú, bằng không thì huynh đệ ta cũng không trở thành hảo hữu chí giao với hắn. Hừ, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Có yêu tộc lạnh lùng nói, trên đầu của hắn mọc ra sừng dê, hiển nhiên là cố ý hiển hóa ra ngoài, thể hiện thân phận yêu tộc. Đại hắc cẩu oán hận nói, hắc hắc, nói đến không phải tộc ta, dường như ngươi không phải hổ tộc, cậu ra thấy tâm của ngươi không đơn thuần. Hơn nữa, ngươi là dương tộc, bị hổ tộc ăn không ít, khẳng định rất bất mãn với hổ ca. Khóe miệng của yêu tộc kia co giật, nhưng hắn là thiết dương tộc, bộ tộc này sinh ra đã cường đại, làm sao có thể bị lão hổ ăn. Đánh giám, thiết dương tộc chúng ta từng xuất hiện yêu thánh, có cường giả hổ tộc nào chưa giết qua. Hắn nhịn không được phản bác, hắn vừa nói ra lời này thì biết hỏng bét, hư, người còn giết qua hổ tộc, thanh sát hổ vương trợn mắt nhìn sang, mắt hổ sinh uy tỏa ra sát ý mạnh mẽ không có không có thiết dương tộc nói là chuyện của tổ tiên không liên quan đến ta con dê nhỏ ngươi không biết cái gì gọi là cha nợ con trả sao đại hắc cầu ung um dung nói hổ ca ta cảm thấy gia hỏa này không phải người tốt trên chán nhiều cao kẻ này có phản cốt cái kia thiết dương tộc thật muốn đi lên cùng đại hắc cầu liều mạng ta có thủ oán với ngươi sao cần phải đuổi tận giết tuyệt như thế thanh sát hổ vương không trả lời hắn lạnh lùng nhìn thiết dương tộc. Ha ha, tất cả mọi người bất giận, một tên nam tử dáng người thon gầy đứng ra, hắn khoát tay với thanh sát hổ vương và thiết dương tộc. Nói cho cùng, tất cả mọi người là yêu tộc, đều là hậu đại viễn cổ thần thú, cũng xem như người một nhà. Nhưng nhân tộc thì khác, hắn nhìn sang lăng hàn, chủ đề lại bị kéo trở về. Thiết dương tộc suy nghĩ cũng đúng, mục đích ban đầu khi hắn đứng ra chính là chỉ trích thân phận nhân tộc của lăng hàn, ít nhất cũng phải đuổi lăng hàn đi, hiện tại bị đại hắc cầu kéo chủ đề ra xa, hắn phải kéo chủ đề như cũ. Lăng Hàn nói với thanh sát hổ vương, hổ vương đại nhân, có thể nói chuyện hay không? Thanh sát hổ vương nhìn hắn một chút, chậm rãi gật đầu. Được, hắn là chân ngã cảnh, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, giao thủ với võ giả cùng dai cũng có thể một chống hai, cho nên, hắn hoàn toàn cho rằng Lăng Hàn đang đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì đó. Hai người đi tới nơi yên lặng, Lăng Hàn lấy thi thể phó hỏa dương ra ngoài, hắn nói. Đại nhân, việc này đủ chứng minh thành ý của ta hay không? Đôi mắt thanh sát hổ vương sáng lên, mặc dù hắn không đặt phó hỏa dương vào mắt, hắn lại nhìn thấy phó hỏa dương đại khai sát giới giết không ít trai tráng trong tay hắn, thực lực tuyệt đối phi phàm. Bổn vương tin tưởng ngươi, hắn gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Người này có thân phận phi phàm, xin đại nhân giữ bí mật thay ta. Lăng Hàn nói, được, thanh sát hổ vương gật đầu, bọn họ quay về gian phòng, thanh sát hổ vương lập tức tuyên bố, từ lúc này, không ai nhắc tới thân phận nhân tộc của Lăng Hàn, nếu dám nói thêm, đừng trách bổn vương không khách khí. Các yêu tộc đều kinh ngạc, Lăng Hàn đã nói gì với thanh sát hổ vương, thế mà có thể thuyết phục đối phương. Hổ vương, chúng ta đánh vào đế đô nhân tộc lúc nào? Có người hỏi, thanh sát hổ vương trầm ngâm một lúc, nói, chuyện này rất khó, chúng ta có thể liên thủ với các yêu vương khác, chẳng lẽ không thể công pháp nhân tộc hay sao? Thanh sát hổ vương chậm rãi lắc đầu, nhân tộc nội tình thâm hậu, không yếu như các người nghĩ đâu. Không chỉ các yêu vương chúng ta, cho dù là các tiền bối yêu tộc, một đời lại một đời muốn công pháp đế đô của nhân tộc, tất cả đều thất bại kết thúc. Mọi người nhìn nhau, theo bọn họ hiểu rõ, nhân tộc nhiều nhất chỉ có 10 chân ngã cảnh, yêu tộc chẳng những có chân ngã cảnh nhiều hơn. Hơn nữa chiến lược rất đáng sợ một có thể dùng một chống hai chống ba, tại sao không thể công phá nhân tộc. Nhân tộc có đại sát khí, mỗi khi đến giai đoạn khẩn yếu nhất sẽ phát huy. Thanh sát hổ vương lắc đầu, nói phụ thân của ta bị đại sát khí trọng thương, chỉ sống hai ngàn tuổi đã về trời. Đại sát khí châu bò như thế, thiên vũ tôn giả lưu lại bảo vật sao, ánh mắt mọi người sáng lên, cuối cùng cũng dò thăm một chút bí mật thiên vũ tôn giả truyền thừa. Nhưng thanh sát hổ vương nói đến đây thì ngừng lại, hắn không tiếp tục chủ đề này, hắn bảo mọi người nghỉ ngơi. Hắn vừa ra lệnh đuổi khách, mọi người cũng chỉ có thể rời đi. Trường 4483 Thi Nguyên, Lăng Hàn dùng thần thức truyền âm với đại hắc cẩu, bảo nó dò xét một chút, với tính cách đề tiện của đại hắc cẩu, có lẽ nó sẽ tìm ra bí mật gì đó. Đại hắc cẩu gật đầu rời đi, nó kêu lên, khổ ca, chờ ta một chút, lăng hàn chắp hai tay sau lưng, hắn dự định đi dạo khắp nơi, hắn muốn xem trong núi này có tiên dược hay không. Hiện tại hắn nắm giữ địa mạch tương đương trải rộng tai mắt khắp thế giới này, tỷ lệ tìm được tiên dược là rất cao. Lăng Hàn, một giọng nói vang lên, Lăng Hàn dừng bước lại, quay đầu nhìn, đó là nam tử trẻ tuổi, dáng người cao lớn, trên cổ có lông tơ màu vàng vừa to vừa dài, hơn nữa còn là lông xù. Ta chính là thi nguyên, nam tử này cao ngạo nói, liên quan gì tới ta? Lăng Hàn nói, nếu đối phương nói chuyện khách khí, đương nhiên hắn sẽ bình tâm nói chuyện, nhưng gia hỏa này vừa gặp mặt đã cao ngạo như vậy, khách khí với hắn làm cái dám gì? Thi nguyên sững sờ, không nghĩ tới Lăng Hàn lại nói chuyện như vậy. Hắn hừ một tiếng, ta chỉ nói một câu, ta đến từ Tây Thiên Vực. Ngươi tiểu năng trí tuệ sao?" Lăng Hàn nhún vai nói, "Ngươi đến từ chỗ nào thì liên quan cái dám gì với ta?" Hai, hai lần, Thi Nguyên tức giận, trong mắt bắn ra hàn quang, "Ha ha ha, tiểu tử này thảm rồi, Thi Nguyên chính là số ít thiên tài của Tây Thiên vực bầy danh 27 trên tinh võng. Tiểu tử này ép Tây Thiên vực mất mặt như vậy, chắc chắn sẽ bị nhắm vào. Ha ha, Bắc Thiên vực còn vọng tưởng suốt đầu, cái gọi là thiên tài cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi." chung quanh có vài người lắc đầu tự nhiên không xem trọng lăng hàn thi nguyên đã tỉnh táo lại lăng hàn người quá cuồng vọng chỉ đánh bại vài gia hỏa không thành khí đã dám không coi ai ra gì hôm nay ta sẽ cho người biết thiên tài tây thiên vực đều là người mà ngươi chỉ có thể nhìn lên lăng hàn nói ngươi là sinh đan viên mãn ta mới sinh đan sơ kỳ ngươi ỉ vào cảnh giới cao dọa người sao ta và ngươi có tuổi tác tương tự chẳng lẽ còn không công bằng sao thi nguyên nói hắn xuất quyền một móng vuốt màu vàng tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn phát động chỉ xích thiên nhai, hắn tùy ý né tránh. Đừng đừng đừng, người chỉ ít hơn 50 tuổi, ta còn trẻ đấy. Thi Nguyên nghe xong, hắn tức điên. Hắn thật sự hơn 50 tuổi, cho dù đặt ở nơi nào, hơn 50 tuổi sinh đan viên mãn đã rất trẻ tuổi, đều là thiên tài đỉnh cấp, hiện tại bị Lăng Hàn khinh bỉ, hắn làm sao có thể không giận. Đừng nhìn Lăng Hàn hiện tại chỉ hơn 20, nhưng sinh đan sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ba đạo bình chướng rất khó vượt qua, chờ Lăng Hàn đạt tới sinh đan viên mãn, hắn ít nhất cũng năm mươi tuổi. Ghê tởm, hắn gầm lên, sau đó xuất ra một chảo mang theo vô số kim tuyến đan sen thành lưới ập tới. Hắn rất mạnh, chiến lực cao tới nhị thập tam trọng thiên, đã có thể so sánh với phó hỏa dương thiêu đốt đế huyết, Lăng Hàn không có tư cách địch nổi, hắn chỉ có thể phát động chỉ xích thiên nhai trốn tránh. Nhưng Thi Nguyên cũng nắm giữ thân pháp cao dai, hắn lập tức đuổi theo Lăng Hàn. Kể từ đó, Lăng Hàn chỉ cần phạm sai lầm sẽ bị thi nguyên đánh chúng. Mọi người đều lắc đầu, không có người không phạm sai lầm, với chiến lược mạnh mẽ của thi nguyên, một kích của hắn đủ làm Lăng Hàn trọng thương hoặc chết tại chó. Nhưng bọn họ không để ý, Lăng Hàn là nhân tộc, hơn nữa là người Bắc Thiên Vực, quản hắn chết sống thế nào. Người thật phiền, Lăng Hàn lạnh lùng nói ra, đối phương không biết tốt xấu như thế, hắn đã tức giận. Ha ha, người chỉ biết mạnh miệng mà thôi, thi nguyên tràn ngập lòng tin, hắn đấu võ mồm đấu không lại lăng hàn không sao, võ đạo xem thực lực, cũng không phải so công lực khua môi múa mép. Chết đi, hắn hét lớn một tiếng, ông, giọng nói biến hóa thành tiếng gầm của sư tử, hắn cũng biến ảo thành đầu sư tử cắn lăng hàn. Sư tử hống, lăng hàn cảm thấy thức hải chấn động, giống như có lực lượng to lớn muốn đập nát thức hải của hắn. Hắn giật mình, đừng nhìn một kích của thi nguyên thanh thế to lớn, nhưng cái đầu sư tử biến hóa chỉ là ngụy trang, sát chiêu chân chính là thần thức công kích, lúc hắn vừa giống to lên đã có thần thức tập kích nếu ai tin tưởng đầu sư tử là chủ công thì kẻ đó chết chắc rồi lang hàn cười nhạt một tiếng dám phát động thần thức công kích vào hắn ha ha không biết cường độ thần trí của hắn đã bước vào cấp bậc hóa linh hay sao đôi mắt hắn biến thành âm trầm thức hải bình ổn như cũ nhận mà không trả thì thất lễ người cũng tiếp ta một chiêu lang hàn nói sau đó hắn giống lớn thần thức công kích ông thi nguyên đứng ngây người tại chỗ sau đó sắc mặt hắn biến thành dữ tợn và ôm đầu gào thét thảm thiết chuyện này tất cả mọi người đều kinh ngạc thậm chí cảm giác không chân thực nói đến thần thức công kích sư tộc sư tử hống tuyệt đối là nhất tuyệt nghe nói phật tộc sư tử hống chính là đạt được sư tộc dẫn dắt hiện tại thi nguyên chiếm ưu thế về cảnh giới hơn nữa còn am hiểu thần thức công kích hắn không thể đánh bại lăng hàn ngược lại còn bị thần thức công kích của đối phương làm bị thương có người nào có khả năng tiếp nhận hay không dù sao thi nguyên cũng là thiên tài hắn nhanh chóng hóa giải sát khí xung kích nhưng trong hai mắt đã chảy huyết lệ gương mặt của hắn hiện tại rất đáng sợ tên đáng chết hắn nghiến răng nghiến lợi cảm giác bị người ta đánh bại trong lĩnh vực mình am hiểu nhất cảm giác này rất hỏng bét lăng hàn cười nhạt một tiếng người chủ động khiêu khích như vậy phải thừa nhận hậu quả thất bại ta muốn giết ngươi thi nguyên hét lớn một tiếng hắn lao thẳng về phía lăng hàn hắn thi triển tuyệt chiêu của mình đó là hư ảnh chín đầu dường như có lực lượng nào đó ra trì thân thể của hắn hắn càng trở nên hung hãn. Lăng Hàn không sợ, hỗn độn tiên đan phát động, ngay sau đó khí tức tăng thương bạo phát, chiến lực của thi nguyên giảm xuống ba trọng thiên. Cho dù chỉ có chiến lực nhị thập trọng thiên, thi nguyên vẫn có thể nghiền ép Lăng Hàn. Lăng Hàn liều mạng với đối phương, lực lượng hùng hậu bộc phát hoàn toàn, hoàn toàn không địch lại. T, hắn nghe răng và cảm thấy khóe môi mặn mặn, thì ra bờ môi của hắn đã đầy máu tươi. Cho dù có hỗn độn tiên đan hóa giải lực lượng sáu trọng thiên, hắn vẫn bị thương không nhẹ không có biện pháp, lực lượng tranh lệch quá lớn. Hắn đang cảm khái, nhưng lại không biết, một đám người quan chiến đang sợ hãi sắc mặt xanh mét. Khốn kiếp, chiến lực tranh lệch chỉ ít 10 trọng thiên, nhưng Lăng Hàn đón đỡ một chiêu chỉ chảy máu miệng. Có loại quái vật nào như ngươi hay sao? Thi Nguyên cũng sững sờ. Ban đầu hắn rất vui vẻ khi đấu với Lăng Hàn, bởi vì hắn không nghĩ tới Lăng Hàn lại tự tìm đường chết, nhưng bây giờ hắn không ngờ đối phương mạnh như vậy. Sao lại có thể như thế? Đây là việc không có khả năng xảy ra. Lang Hàn cười cười, không có gì không có khả năng, đến, tiếp chiêu. Hắn câu thông địa mạch, dẫn động địa khí, ngay sau đó có cự long màu vàng vần quanh Lăng Hàn, cự long dương nhanh múa vuốt. Chương 4484, Địa Long, trận đạo tông sư, rời bước thành trận, Lang Hàn không có lợi hại như vậy, hắn làm không được rời bước thành trận, nhưng chỉ dẫn động địa khí công kích thì không khó. Đây là tiên pháp gì? Tất cả mọi người mở to mắt nhìn, hắn ngạc nhiên nhìn cự long màu vàng kia, hắn suy đoán Lăng Hàn dùng diệu pháp gì đó. Ở trước mặt chân long, con mèo bệnh ngươi dám hung hăng càn quấy. Lăng Hàn cười nói, thi nguyên hét lớn một tiếng, ngươi chỉ là sinh đan sơ kỳ, cho dù gọi ra chân long, ta cũng không sợ ngươi đâu. Hắn giết tới gần, hắn đánh ra một trưởng hóa thành năm sợi tơ màu vàng cắt vào người Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, hắn điều động cự long ngăn chặn năm sợi tơ kia. Thi Nguyên cười lạnh, hắn công kích vô cùng sắc bén, không gì không phá, cự long của ngươi sẽ sụp đổ. Phốc, địa long va chạm vào sợi tơ, sợi tơ đứt gấy, địa long không bị ngăn cản và tiến về phía trước. Cái gì, sắc mặt thi nguyên vô cùng đặc sắc, sau khi giật mình thì hắn trốn tránh. Bành, địa long đánh nát sợi tơ của hắn mà không hề hấn gì, hơn nữa còn xông thẳng về phía trước. Đám người cực kỳ hiếu kỳ, bọn họ nhìn thấy uy lực của cự long quá mạnh, đánh ra một kích có thể dung chuyển núi đồi. Địa long quỷ dị tới cực hạn, rốt cuộc là kỹ pháp gì, lang hàn lắc đầu. Địa khí ngưng thực có thể công kích, điểm ấy được chứng minh, nhưng hắn chỉ vận dụng sơ bộ, địa long không đủ biến hóa, chỉ có thể tới và lui, nói cách khác, chỉ có thể chính diện trọi cứng. Hắn suy nghĩ một chút, hắn cần phải tăng cường tạo nghệ trận đạo, hẳn càng phải làm địa long linh hoạt hơn. Ta không tin, thi nguyên hét lớn, hắn giết trở về. Hắn là sinh đan viên mãn, chiến lực cao tới nhị thập tam trọng thiên, tinh võng bài danh 27, tại sao hắn không bằng lăng hàn. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lăng Hàn mỉm cười, hắn chỉ tay về phía thi nguyên, địa long lại tấn công thi nguyên lần nữa. Thi nguyên không dám tiếp một kích này, hắn vội vàng cong người né tránh, sau đó lại tấn công. Nhưng lăng hàn giúp thêm địa khí hình thành một con địa long khác là đủ. Một con, hai con, ba con, số lượng địa long càng ngày càng nhiều, thẳng đến 17 địa long xuất hiện, địa khí của địa long đầu tiên cũng hao hết. Nói cách khác, hiện tại có tới 16 con địa long, chiến lực của mỗi con đạt tới chân ngã cảnh, đó là khái niệm gì? thi nguyên không địch nổi hắn chỉ có thể trốn tránh khuyết điểm của địa long quá rõ ràng mất linh động hơn nữa tốc độ cũng không phải quá nhanh không có biện pháp làm gì thi nguyên lang hàn có ý tưởng mới nên có thể nghĩ ra việc ngưng tụ địa khí hóa thành công kích không nghĩ tới hiệu quả lại rất tốt có lẽ bởi vì cường độ linh hồn của hắn đạt đến hóa linh cảnh nên hắn mới có thể rút địa khí bằng không nhiều lắm hắn chỉ có thêm một môn đế thuật hắn không khỏi nghĩ đến trận đạo tông sư thật đáng sợ sử dụng trận pháp giết người lấy địa khí giết người, hoàn toàn không thua gì võ giả cùng cấp bậc. Hắn đang cảm khái nhưng thi nguyên lại là sắp khóc, đường đường đạo tử của cửu đầu sư thánh địa, tinh võng bài danh 27, hắn lại bị sinh đan sơ kỳ đánh bỏ chạy chật vật, mặt mũi của hắn nên đặt ở nơi nào. Ta hiểu rồi, đột nhiên có người vỗ đùi, đây không phải tiên thuật mà là địa khí ngưng tụ thành. Cái gì, tất cả mọi người ngạc nhiên, trận đạo tông sư, dẫn động địa mạch, rút ra địa khí, có thể gọi là địa long cho nên một kích này mới có thể công kích vô thanh vô tức bởi vì địa long tới từ đại địa không thể nào trận đạo tông sư trẻ như thế đúng vậy trận đạo tông sư có thể không nhìn cảnh giới võ đạo chỉ nhìn tạo nghệ trận pháp nhưng không có linh hồn đủ cường đại căn bản không thể chạm tới cánh cửa tông sư các ngươi đừng nói nữa cường độ linh hồn của gia hỏa này chỉ ít cũng là cấp bậc hóa linh mọi người không ngừng lên tiếng nơi này đều là thiên tài đỉnh cấp của yêu tộc cho dù bản thân không tu trận pháp nhưng khẳng định hiểu rõ không ít, bởi vì trước kia không nghĩ tới phương diện trận pháp mà thôi. Bây giờ nghe nhắc nhở, bọn họ đã hiểu kỹ pháp của Lăng Hàn là gì? Bọn họ miệng nói không tin nhưng trên thực tế bọn họ đã nhận định phán đoán của mình. Gia hỏa này có thiên phú võ đạo yêu nghiệt không nói nổi, hắn còn là trận đạo tông sư. Trời ạ, à, ông trời nhất định bị mù mắt bằng không làm sao xuất hiện biến thái như thế. Thi Nguyên cũng nghe mọi người nói chuyện, cuối cùng hắn biết Cự Long là cái gì biết là một việc, phá giải thế nào lại là chuyện khác. Hắn chỉ có thể chạy trốn. Hiện tại, thi nguyên chỉ có một ý nghĩ, đó chính là lăng hàn chỉ có tu vi sinh đan sơ kỳ, cường độ linh hồn tuyệt đối có hạn, cho nên thần trí của hắn chịu không được tiêu hao như thế, khẳng định sẽ không chịu nổi. Làm một thiên tài đỉnh cấp, hắn không thiếu tín nhiệm kiên định, bởi vậy, chỉ cần có một tia hy vọng thì hắn sẽ cắn răng kiên trì, quyết không từ bỏ. Nhưng hiện thực lực rất tàn khốc, Lăng Hàn sử dụng địa long rất thành thục, hoàn toàn không có dáng vẻ không đỡ nổi. Khốn kiếp, người cũng quá biến thái mà. Tất cả mọi người nhổ nước bọt không thôi, có thể sử dụng tu vi sinh đan cảnh trở thành trận đạo tông sư, đây là việc khó tin, phá vỡ ghi chép, có thể gọi ra nhiều địa long như thế, rõ ràng sẽ tiêu hao thần thức rất lớn, tuyệt đối không có khả năng trèo chống lâu dài, nhưng hồn lực lang hàn lại như cái động không đáy. Giống như thiêu đốt đế huyết, chiến lực của ngươi sẽ vô cùng khủng bố a. À. Nhưng đế huyết sẽ bị đốt hết, không ai có khả năng kiên trì quá dài. Việc này cũng như thế, người tuyệt vọng đầu tiên chính là Thi Nguyên, Lăng Hàn dáng vẻ bình thản nhẹ nhõm, hắn sắp không tiếp tục kiên trì được. Hắn thực sự không cam tâm, cảnh giới Lăng Hàn kém xa hắn, về mặt chiến lực, hắn thật sự có thể nghiền ép Lăng Hàn, cho dù đối phương là trận đạo tông sư, tùy ý tạo ra vài con địa long đã đánh hắn không có lực hoàn thủ. Nhưng hắn lại không biết, Lăng Hàn có rất nhiều tuyệt chiêu chưa sử dụng. Ví dụ sát khí xung kích phối hợp địa long thì sao? Trong trạng thái chúng sát khí xung kích, hắn sẽ lâm vào mê mang ngắn ngủi, lúc này địa long tấn công tới, hắn dùng cái gì để ngăn chặn. Từ điểm đó mà nói, Lăng Hàn đã hạ thủ lưu tình. Lăng Hàn rất không tồi, bị thi nguyên khiêu khích như thế còn không hạ sát thủ. Đúng vậy, người như vậy rất không tồi, có thể nói là nhân nghĩa. Có thể kết giao bằng hiếu, tất cả mọi người đều gật đầu, bọn họ lau mắt mà nhìn Lăng Hàn. Nếu có đại hắc cầu ở đây, nó tuyệt đối đưa ra kết luận trái ngược hoàn toàn. Lăng Hàn không phải nhân nghĩa, mà là hắn đang luyện tập đấy. Chương 4485, một phiên bản khác. Trận chiến đấu này cuối cùng lấy thi nguyên nhận thua mà kết thúc. Lăng Hàn vẫn chưa thỏa mãn, hắn khai phát ra diệu dụng của địa khí, chính nghĩ nắm giữ thuần thục, không nghĩ tới thi nguyên lại yếu như thế. Ai, người có thể kiên trì lâu hơn một chút mà. Thi nguyên không mặt mũi nào lưu lại nơi này, hắn xám xịt chạy đi, những người khác lại bắt chuyện với Lăng Hàn, trong lời nói rất khách khí, biểu đạt ra muốn kết giao bằng hữu với Lăng Hàn ban đầu lang hàn xuất thân từ bắc thiên vực đó là một nơi đầy sỉ nhục người của ba thiên vực khác nhìn thấy sẽ xem thường nhưng bây giờ khác biệt lang hàn đã dùng thực lực chứng minh hắn bất phàm hơn nữa trận pháp tông sư trẻ tuổi như vậy cũng rất trâu bò vào di tích cổ thám hiểm cần cái gì nhất trận sư có một tên trận sư siêu phàm trong đội ngũ chỉ ít có thể gia tăng tỷ lệ sống sót và đạt được nhiều bảo vật hơn cho nên không ai muốn đắc tội nhân vật như vậy lang hàn cũng không tự cao tự đại hắn nói chuyện với mọi người nói, cũng xem như kết giao nhân mạch, ngày sau đi Đông Nam Tây Thiên vực cũng có nơi sống yên ổn. Sau khi nói chuyện một lúc, Lăng Hàn lấy cớ nghỉ ngơi, hắn đi tới nơi yêu tộc an bài cho hắn ở lại. Không lâu lắm, đại hắc cầu chạy tới, tiểu hàn tử, người tuyệt đối không nghĩ đến cầu ra thăm dò ra cái gì. Nó thần thần bí bí nói, nói, ngươi đoán, ngóa, ngươi không nói ra còn bảo ta đoán, ngươi muốn ăn đòn sao. Ách, đại hắc cầu thẻ lưỡi, bắt đầu nói thì ra yêu tộc lại có quan hệ rất sâu với thiên vũ tôn giả. Lúc trước, thiên vũ tôn giả du lịch thiên hạ cũng thu phục không ít yêu thú cường đại, trở thành thú sùng. Theo lời của yêu thú, có thể đi theo một vị tôn giả, lại là hậu đại của tổ vương cũng không mất mặt. Về sau, thiên vũ tôn giả đi tới nơi này và rơi vào bể tình. Đương nhiên, nữ nhân làm thiên vũ tôn giả động tình chính là Bạch Nam chân Từ đó về sau, thiên vũ tôn giả mất đi hùng tâm tráng trí, hắn định cư lâu dài tại đây, thậm chí còn thành lập một tiểu thế giới ngăn cách. Mặc dù những thú sủng không cam lòng bình thường, vẫn còn ôm lấy hy vọng, nói không chừng thiên vũ tôn giả chỉ bị tình cảm làm choáng váng nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại, nhưng mà thiên vũ tôn giả cũng không có tỉnh táo lại, ngược lại hắn chết rất nhanh. Việc này làm đám thú sủng kinh hãi, đường đường tôn giả, thọ nguyên dùng 10 vạn năm để tính, dù không sống tới cực hạn cũng có thể sống 8 vạn năm, 9 vạn năm. Nhưng Thiên Vũ Tôn giả hóa đạo chỉ hơn 4 vạn tuổi. Hiển nhiên việc này không đúng, những thú sủng kia hoài nghi là Bạch gia hạ thủ, mục đích là vì cướp đoạt Thiên Vũ Tôn giả truyền thừa không chỉ là bảo thuật cấp tôn giả, còn có đế thuật. Thế là, thú sủng liên thủ chất vấn Bạch gia, nhưng bọn họ vừa động thủ lại phát hiện mình bị Thiên Vũ Tôn giả hạ cấm chế, cũng không thể động thủ với nhân tộc. Thế là cuộc chiến tranh này biến mất trong vô hình, mà Thiên Vũ Tôn giả hóa đạo, tất cả mọi người bị phong ấn trong tiểu thế giới, bởi vậy những thú sủng kia cuối cùng sầu não mà chết. Sau đó những hậu đại của thú sủng nhận sứ mệnh từ trưởng bối, muốn đánh hạ bạch gia và đòi công đạo cho thiên vũ tôn giả, thứ hai cũng vì đạt được thiên vũ tôn giả truyền thừa, sau đó thoát ra khỏi tiểu thế giới, bởi vậy chiến tranh bộc phát. Nhưng tiểu thế giới quy tắc không đầy đủ, thú nhị đại cuối cùng chỉ đạt tới chân ngã cảnh, trí cường giả tương đương với bạch gia, mặc dù dựa vào ưu thế số lượng, thể phách ưu thế nên chiếm thượng phong, nhưng bạch gia cũng có thiên vũ tôn giả lưu lại bảo khí thủ hộ, từ đó bọn họ không công lui về sau cứ như vậy một lần lại một lần nhân tộc chiến tranh vô tận với yêu tộc a à, kết hợp phiên bản này thiên vũ tôn giả tuyệt đối là nam tử tình thâm ý trọng phiên bản hoàn toàn khác với bạch gia hình tượng nào mới là thiên vũ tôn giả hơn nữa nếu như phiên bản yêu tộc là thật như vậy thiên vũ tôn giả 4 vạn năm liền hóa đạo là không phù hợp đạo lý dạng cường giả này sắp chạm tới võ đạo đỉnh phong làm sao có thể tráng niên mất sớm nhưng theo cách nói của yêu tộc là bạch gia hại có khả năng sao bạch gia từ trước đến nay không phải thế lực cường đại lúc ấy thậm chí chỉ là cấp bậc sinh đan tất cả đều là dựa vào thiên vô tôn giả trợ giúp mới bồi dưỡng ra mấy cao thủ chân ngã cảnh phải nói thế lực như vậy muốn hại chết tôn giả nói ra có ai tin tưởng hay không cho nên chuyện này biến thành cổ quái thú vị thật sự thú vị lang hàn thì thào thú vị cộng lông đại hắc cầu kêu lên chúng ta phải nhanh chóng tìm kiếm khai thiên phủ tin tưởng với yêu nghiệt của cậu ra, ta nhất định cầm được cây búa đó. Lăng Hàn gật đầu, bọn họ phải nắm chắc thời gian, bằng không cường giả chân ngã cảnh, hóa linh cảnh tiến vào, mặc kệ nơi này có bảo vật thiên vũ tôn giả lưu lại hay không, cơ duyên sẽ vô duyên với bọn họ. Vấn đề là, làm thế nào mới bắt bạch Gia giao ra khai thiên phủ? Thế lực yêu tộc càng lớn, cho nên phải thỏa mãn điều kiện của bạch gia, diệt hết yêu tộc, không bằng đảo lại, liên thủ với yêu tộc chất vấn bạch gia, ép bạch gia nói ra vị trí khai thiên phủ ân có thể thực hiện đại hát cầu lại đi tìm thanh sát hổ vương muốn thuyết phục vị yêu vương này sau đó liên hợp các yêu vương khác chất vấn yêu thú không thể đánh vào đế đô chỗ đó có bảo vật thiên vũ tôn giả lưu lại thủ hộ nhưng lăng hàn cho rằng trận pháp bao phủ bên ngoài mất đi hiệu lực như vậy pháp khí hoặc trận pháp thủ hộ đế đô sẽ mất đi hiệu lực cho nên hiện tại phát động công kích là tốt nhất thanh sát hổ vương rất quả quyết lập tức quyết định đi mời các yêu vương khác đánh hạ đế đô yêu tộc rất điên cuồng cho nên sau khi biết hát chủ bài ở đế đô khả năng suy yếu bọn họ sẽ ngồi yên hay sao qua vài ngày sau các sứ giả phái đi đều truyền tin tức trở về chiến thanh sát hổ vương lập tức dẫn binh xuất động các yêu vương sẽ tụ hợp bên ngoài đế đô sau khi hoàn thành hợp binh sẽ tấn công đế đô đương nhiên kẻ bên ngoài cũng đi theo đối với bọn họ mà nói đây là cơ hội cuối cùng nếu lần này không thể đánh hạ đế đô như vậy chẳng mấy chốc sẽ có lượng lớn cường giả chân ngã cảnh tới tự nhiên không có phần của bọn họ bên ngoài đế đô các yêu vương tề tụ lại thêm rất nhiều yêu tộc bên ngoài tham gia trận thế cực kỳ kinh người bạch tương minh lập tức mở thành đầu hàng một tên yêu vương quát lớn hắn là mã vương nửa người dưới vẫn có hình ngựa cái cái móng vang đạp mạnh vào mặt đất yêu tộc các ngươi lần lượt công thành có lần nào thành công hay không trên đầu thành hải thành vương tiền lãng xuất hiện hắn chắp tay sau lưng nhìn các yêu thú ít cùng hắn nói nhảm giết hùng vương nói trong tay hắn cầm một thanh tử kim trì Hắn nện hai chùy vào nhau, bang, gợn sóng đáng sợ xuất hiện. Các huynh đệ xông lên với bổn vương. Chương 4486, trận pháp ảnh hưởng. Thiết kế bình đài như thế không phải là cường giả là có thể thắng lợi sau cùng, mà là xem thiên phú. Thiên phú càng cao, có được thực lực mạnh hơn cùng cảnh giới, mới có thể đi đến cuối cùng, cầm lấy khai thiên phủ. Quả nhiên, các yêu vương không được, nhưng kẻ bên ngoài lại không thiếu thiên kiêu tuyệt đỉnh, hoàn toàn có thể kháng được trọng lực, có thể bước đi ổn trọng cút ngay ngươi mới cút ngay khai thiên phủ là của ta mọi người ra tay đánh nhau cũng ngăn cản người khác vượt qua mình thiên kiêu như phong kế hành lục kỳ bị trọng lực ảnh hưởng nên không cách nào phát động thân pháp nhưng bước đi cực kỳ vững chắc chỉ tương đương người bình thường đi bộ bảy trường bọn họ đi mất bao lâu nhưng thiên tài như vậy không có bao nhiêu người hiện tại đông tây nam bắc thiên vực đều tới đây hơn nữa đều là thiên tài đứng đầu chỉ ít có mười mấy người không kém gì phong kế hành cạnh tranh vô cùng kịch liệt Bọn họ xuất thủ lẫn nhau, đều muốn ngăn cản người khác, từ đó tranh thủ đạt được tiên cơ. Dưới loại tình huống này, phong kế hành đã từng là thiên kiêu chú đỉnh không chiếm ưu thế, mặc dù thiên phú của bọn họ hoàn toàn không kém ai, nhưng cảnh giới lại quá thấp, chỉ là sinh đan sơ kỳ, chiến lực không có khả năng vượt qua thập trọng thiên, như vậy làm sao có thể thắng được thiên tài uy tín lâu năm trong sinh đan cảnh. Hiện tại kẻ xông lên đầu tiên là đám người Sa Dương, Trúc Nghi Tu, đều là sinh đan cảnh bài danh trước 10 trên tinh võng. Tiểu Hàn Tử nhanh, không thể để cho người cướp lấy khai thiên phủ. Đại hắc cầu kêu lên, nó cực lực cổ vũ hổ vương liên thủ với các yêu vương đánh trận chiến này, tại sao có thể nhìn người khác chiếm tiện nghi. Lăng Hàn gật đầu, hắn tiến lên, hắn cảm nhận được lực lượng cường đại kéo hắn xuống đất. Trọng lực như thế chỉ là chút lòng thành, căn bản không cần vận dụng bao nhiêu lực lượng là có thể hóa giải sạch sẽ. Đây là trận pháp trọng lực sao? Lăng Hàn hiện tại hứng thú với trận pháp, thần thức của hắn thăm dò trận pháp này. A, à, tiểu hàn tử, tại sao ngươi bất động? Đại hắc cầu nghi hoặc nói, ngay cả nó cũng không cảm thấy có bao nhiêu áp lực, Lăng Hàn khẳng định nhẹ nhõm hơn, tại sao hắn dừng lại? Ngươi đi trước, Lăng Hàn nói, thế nhưng đó là khai thiên phủ đấy. Đại hắc cầu vội la lên, Lăng Hàn cười một tiếng, không sao, hiện tại cạnh tranh quá nhiều người, sẽ khó có kết quả ngay đâu. Nghe hắn nói như vậy, đại hắc cầu đành phải bó tay. Lăng Hàn nhất tâm lưỡng dụng, hắn vừa nói chuyện với đại hắc cầu vừa nghiên cứu trận pháp. Rất nhanh, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười vui vẻ. Nếu hắn muốn bố trí ra trận pháp này lần nữa là việc khó khăn, nếu muốn học phù văn cũng cần thời gian rất dài, nhưng chỉ tiến hành cải biến yếu ớt, việc này vô cùng đơn giản. Đến, chơi đùa, lăng hàn đạp xuống đất, ngay sau đó địa khí sinh ra biến hóa yếu ớt. Lúc này các thiên kiêu đang chiến đấu lảo đảo suýt chút ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì, trọng lực tăng lên gấp 10, tại sao trận pháp biến hóa đột ngột, tất cả mọi người hô lớn, không ai dám tin tưởng, tu vi của bọn họ không có phát sinh biến hóa, lực ảnh hưởng của trận pháp lên bọn họ không thay đổi, tại sao đột nhiên sinh ra khác biệt. Không ai biết vì sao, bọn họ chỉ sướng sốt sau đó chiến đấu tiếp. Lăng Hàn cười cười, hắn đạp thêm một bước, trận pháp lại biến hóa yếu ớt. Lúc này các thiên kiêu người ngã ngựa đổ, hóa, trọng lực lại yếu đi. Trọng lực biến hóa cực nhỏ nhưng chỉ cần tồn tại sẽ sinh ra ảnh hưởng, nhất là trong chiến đấu kịch liệt, trọng lực lúc lớn lúc nhỏ sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chiến đấu. Tất cả mọi người chửi ầm lên, xảy ra chuyện như thế, bọn họ làm sao đánh. Bọn họ không hiểu, nhưng đại hắc cầu lại nhìn sang lăng hàn, chẳng lẽ ra hỏa này hãm hại người. Nhất định đúng vậy, nhìn ra hỏa này cười mờ ám, chắc chắn không sai. Lăng hàn cảm thấy rất thú vị, hắn đạp một cước đã ảnh hưởng địa khí, từ đó trận pháp xuất hiện biến hóa vi diệu, làm cho mỗi người tiếp nhận trọng lực lớn nhỏ khác nhau, từ đó mọi người kêu khổ. Lăng hàn, có phải ngươi dở trò quỷ hay không? Có một tên yêu tộc quát, đúng, có phải ngươi hay không? Lại có mấy tên yêu tộc bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ gặp qua Lăng Hàn đánh với Thi Nguyên một trận, biết rõ chiến lực của Thi Nguyên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, kết quả bị Lăng Hàn mượn địa khí đánh bại. Việc này đã chứng minh, Lăng Hàn có được năng lực trận đạo tông sư. Hiện tại trọng lực trên bình đài của từng người khác nhau, hiển nhiên là có trận pháp, cho nên, trọng lực biến hóa quỷ dị, nhất định là Lăng Hàn dở trò quỷ. Ha ha ha, đại hắc cầu lập tức cười ha hả lúc này những kẻ ngu xuẩn kia mới nghĩ ra, ai, thật sự ngu xuẩn mà dám nói mình là thiên tài. Lăng Hàn cười nói, làm cái quỷ gì, nhất định là ngươi, nhìn thấy vẻ mặt của hắn như thế, mọi người làm sao không hiểu, lập tức giết tới. Lăng Hàn cười một tiếng, thần niệm của hắn ảnh hưởng trận pháp, những thiên kiêu kia ngã xuống đất, hiện tại trọng lực nhắm vào bọn họ đã tới cấp bậc chân ngã cảnh, cho dù chiến lực bọn họ cao hơn nhị thập trọng thiên thì như thế nào, bọn họ vẫn ngã trái ngã phải. Cần gì hung ác như thế, làm ta giật mình sợ hãi. Lăng Hàn lắc đầu, hắn nhìn sang đại hắc cẩu và nói. Đến, khởi công, khởi công cái gì, đại hắc cẩu ngây người, giả vờ cái gì, làm nghề cũ của ngươi. Lăng Hàn nói, a, à, cẩu ra hiểu rồi. Đại hắc cẩu cười hì hì, nó bắt đầu lục soát từng người. Nó lấy sạch tất cả bảo vật của bọn họ, tiện cẩu, trả pháp khí không gian cho ta. a, à, bảo dược vạn năm của ta, thiên tủy kim của ta, mỗi người đều kêu thảm thiết, không đạt được thiên vũ tôn giả truyền thừa nhưng bảo vật của mình bị người ta cướp sạch, bọn họ làm sao chịu nổi. Cảm ơn, cảm ơn các vị. Đại hắc cầu một cười đùa cảm tạ, nó lại cướp sạch đám người, mắt chó híp lại thành một khe hở nhỏ. Lăng Hàn, người quá hèn hạ, có bản lĩnh, quang minh chính đại giao thủ với ta. Ta xem thường ngươi, tất cả mọi người kêu lên, có chút thật tức giận, có một ít đang khích tướng. Lăng Hàn nhún vai nói, nói giống như ta không phải đang dùng thực lực chèn ép các ngươi vậy tất cả mọi người vừa tức vừa giận đúng thế là lăng hàn vây khốn bọn họ nhưng trận pháp này cũng không phải lăng hàn bố trí đắc chí cái gì chứ tiểu hàn tử giải quyết đại hắc cầu chạy tới nói nhìn cầu ra rút khai thiên phủ đây nó đi đến bên cạnh khai thiên phủ dỗi một cái móng vuốt ra bày ra tư thế vô cùng phóng khoáng nhưng lúng túng là cây búa không nhúc nhích chút nào lần này không tính lần nữa với da mặt dày của đại hắc cầu nó sẽ không cảm thấy xấu hổ chút nào lúc này vội vàng dùng toàn lực rút khai thiên phủ lên. Nhưng cây búa vẫn bất động, chương 4487, khai thiên, hóa, lên cho cầu ra, ngươi đùa cầu ra sao, cây búa nát, cầu ra liều mạng với ngươi. Đại hắc cầu kêu to, nó liều mạng rút cây búa nhưng cây búa không nhúc nhích chút nào, đại hắc cầu suýt thổ huyết. Quá mất mặt chó, lăng hàn cũng kinh ngạc, đại hắc cậu chính là cửu đỉnh hợp nhất, nó còn không có tư cách rút khai thiên phủ, chẳng phải đế tử đế nữ đến đây cũng chỉ ngồi nhìn lão hắc, để cho ta tới. Hắn đi tới, đại hắc cẩu vẫn không cam tâm, nó kêu la nửa ngày sau đó mới bằng lòng thả móng vuốt ra. Phi, nhất định là cây búa này không hợp bát tự với cẩu ra. Lăng Hàn vươn tay cầm chuôi cây búa, sau đó hắn hít một hơi và rút lên. Lập tức, hắn phát hiện trong cây búa truyền tới lực lượng yếu ớt, có thể nói là ba động đang rót vào người hắn. Lăng Hàn vội vàng buông tay, đây là bản năng của võ giả. Tiểu Hàn Tử, làm sao vậy? Đại Hắc Cẩu hỏi vừa rồi ngươi có cảm giác từ cây búa sinh ra chấn động hay không? Lăng Hàn hỏi, có, nhưng không ảnh hưởng gì. Đại hắc cầu rất vì tiện, tốt, nhưng mọi người lại cho rằng, ngay cả Lăng Hàn rõ cũng không rút được cây búa nên tìm cớ. Lăng Hàn, nhanh thả ta ra, ta đến rút khai thiên phủ, nếu đạt được thiên vũ tôn giả truyền thừa, có thể cho ngươi dính chút ánh sáng. Cho ta tới, ta chính là sinh đan cảnh bài danh thứ bảy nam thiên vực. Ta đến, tất cả mọi người kêu lên, bọn họ bắt đầu ra giá, hứa hẹn chỗ tốt, Đại Hắc Cẩu nghe thấy cũng động tâm, mắt chó phát sáng. Lăng Hàn lại cười cười, hắn nói với Đại Hắc Cẩu, "Xem ra ngươi lục soát không cẩn thận, đúng thế, Đại Hắc Cẩu vỗ đùi, nói, đám gia hỏa các ngươi rất tốt, thế mà dám giấu giếm, đều giao ra cho Cẩu ra." Nó lại đi soát người, Lăng Hàn bắt đầu nắm lấy Khai Thiên phủ lại bộc phát ba động, lần này Lăng Hàn không tiếp tục buông tay, hắn chỉ bảo vệ Thức Hải. Nhưng hết lần này tới lần khác, ba động kia lại truyền vào đầu của hắn cái này, lăng hàn cảm ứng một chút, hắn phát hiện cỗ ba động này cũng không có lực sát thương gì, nói nó công kích còn không bằng nói là thăm dò, giống như có ánh mắt đang dò xét hắn. nghĩ như vậy, hắn không còn kháng cự, hắn để ba động truyền vào thức hải. hỗn độn tiên đan chấn động nhẹ, ba động vừa tới gần đã bị đánh tan, chỉ trong nháy mắt đã rút lui ra khỏi thức hải của lăng hàn. a, à, đã xảy ra chuyện gì? lăng hàn nghĩ nghĩ, hắn không để ý tới, hắn dùng sức và phát hiện cây búa đã nhẹ đi hắn lại dùng sức phát hiện khai thiên phủ bị hắn rút ra có khó khăn sao không khó chút nào ngoá tiểu tử ngươi gian lận sao đại hắc cầu nhìn sang nó rất ngạc nhiên ăn gian cái gì nói tiếng người đi lang hàn cười nói mọi người ngạc nhiên không nghĩ người thứ hai nếm thử đã rút được khai thiên phủ khốn kiếp lúc đầu nói rất thần bí kết quả lại không khó khăn chút nào nhưng bạch tương minh lại chấn kinh đến cực điểm mỗi đời người của bạch gia đều thử qua từ cảnh giới thấp tới cảnh giới cao nhưng không có ai thành công. Tiểu tử này quả thực quá biến thái. Lăng Hàn dùng sức vung lên, khai thiên phủ chém vào bầu trời trên cây búa bắn ra một tia sáng chém bầu trời nứt ra làm hai. Khốn kiếp, có thể khai thiên sao? Lăng Hàn lấy làm kinh hãi, thời điểm ở tiểu thế giới, hắn từng chém vỡ bầu trời một lần, nhưng tình huống khi đó khác với hiện tại. Bầu trời vỡ ra, một tia sáng màu lam bao phủ Lăng Hàn, thân thể Lăng Hàn bay lên và tiến vào khe nứt. Lão Hắc, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, hắn xòe tay phải ra, địa khí phun trào, một dòng suối từ lòng đất đẩy đại hắc cầu bay về hướng Lăng Hàn. Nếu lưu đại hắc cầu lại bên dưới, nó khẳng định sẽ bị mọi người xé sống. Cúc hoa của ta, đại hắc cầu kêu thảm một tiếng, hai chân trước che mông, nó chảy nước mắt. Quá đau mà, Lăng Hàn vươn tay, hắn bắt lấy đại hắc cầu, xèo, ánh sáng màu lam lóe lên, hắn và đại hắc cầu bị hút vào trong khe hở, sau đó khe hở khép kín và khôi phục như ban đầu đây là khai thiên, lăng hàn vừa đi, ảnh hưởng của trận pháp biến mất, các thiên kiêu đều đứng lên, bọn họ ngửa đầu nhìn trời, bầu trời nứt ra đã khép lại, rốt cuộc bên trong có gì. Đúng lúc này, đột nhiên có rất nhiều bóng người bay vào, bọn họ tỏa ra khí thức vô cùng cường đại. Chân ngã cảnh, mọi người run lên, bọn họ biết trận pháp áp chế đã biến mất, hiện tại có cường giả chân ngã cảnh tiến vào. Xảy ra chuyện gì, một tên cường giả chân ngã cảnh hỏi, đợi mọi người nói rõ một lúc, những cường giả chân ngã cảnh này ngây người, xảy ra chuyện gì? Bọn họ vừa tới, bầu trời đã mở ra, truyền thừa cũng biến mất, bọn họ còn tới đây làm cái gì nữa? Chờ Lăng Hàn đi ra, nếu hắn đạt được đại đế truyền thừa, tuyệt đối không thể độc hưởng. Những cường giả chân ngã cảnh kia đạt thành nhận thức chung, lại nói, Lăng Hàn và đại hắc cầu bị hút vào trong khe hở, ánh sáng màu lam biến mất, bọn họ rơi từ không trung xuống, may mắn với thực lực của bọn họ sẽ không té chết, lúc này đều đứng thẳng người dậy đây là nơi nào bốn phía tối như mực không có một chút ánh sáng nào lang hàn phát động nhãn thuật bóng tối không thể ngăn cản hắn chỉ thấy nơi này là một gian thạch thất không lớn bàn đá ở góc tường có gì đó ôi hoa cúc của cậu ra sắp phát nổ đại hắc cầu rên rỉ vừa rồi địa khí đánh thẳng vào mông của nó cho dù có đồ lót sắt bảo vệ thì nó vẫn cảm thấy đau đớn tiểu hàn tử người xem khai thiên là gì sau khi rên rỉ một lúc đại hắc cậu hỏi lang hàn cười cười khai thiên chỉ là một cách nói xem ra nơi này là thiên vũ tôn giả bố trí chúng ta sẽ đạt được đáp án nhanh thôi hắn đi tới góc tường sau đó đứng bên cạnh bàn đá đại hắc cầu cũng tiến tới trên bàn đá có một cái hộp và một khối ngọc bội đây cũng là thiên vũ tôn giả lưu lại nhìn xem bọn họ cầm cái hộp lên và mở ra quả nhiên đây là thiên vũ tôn giả lưu lại có thể nói đó là nhật ký cũng là di thư thiên vũ tôn giả bắt đầu nói về câu chuyện cố từ nhiều năm trước thời điểm làm thiên vũ tôn giả gặp được bạch nam chân vừa thấy đã yêu hắn cũng ngừng lưu lạc thiên nhai một lòng bồi bạn bên cạnh nữ tử hắn yêu mến sau khi ở chung hai năm hắn đến bạch gia cầu thân đối với bạch gia mà nói có thể thu một tên tôn giả làm con rể đây là chuyện vinh quang cỡ nào không có bất kỳ trở ngại gì thiên vũ tôn giả liền cưới được nữ nhân yêu mến vượt qua sinh hoạt hạnh phúc nếu như chỉ đến đây tất cả sẽ vui vẻ làm sao xuất hiện hai phiên bản khác nhau giữa bạch gia cùng yêu tộc Lăng Hàn và Đại Hắc Cầu tiếp tục xem tiếp, hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đó chính là thân phận hậu duệ tổ vương của thiên vũ tôn giả. chương 4488, phiên bản thứ 3. Bạch Gia ngay từ đầu cũng không biết thiên vũ tôn giả là hậu duệ đại đế, nhưng trong một lần nói chuyện ngẫu nhiên, bọn họ biết sự thật này. Vậy là Bạch Gia nổi lên tâm tư bất chính, đại đế truyền thừa đấy, nếu như có được, Bạch Gia sẽ nhảy lên trở thành thế lực đỉnh cấp trên thế gian. Bọn họ lập tức hành động, Bảo bạch nam chân ngăn chặn thiên vũ tôn giả, không thì thiên vũ tôn giả sẽ mang theo bạch nam chân rời đi, đi du lịch các tinh cầu trong tinh không. Quả nhiên, lâm vào ôn nhu hương thiên vũ tôn giả không biết là giả, vì yêu thê tử nên quyết định ở lại nơi này một thời gian, bởi vì ái thê nói lần này đi không biết bao nhiêu năm mới quay về, nàng nhớ phụ mẫu, thân nhân, muốn ở lâu thêm một chút. Kết quả, bạch ra lợi dụng tài nguyên của thiên vũ tôn giả, bọn họ mua độc dược mạng tính trên tinh võng. Bảo Bạch Nam Chân cho vào đồ ăn của Thiên Vũ Tôn giả. Đương nhiên, Bạch Nam Chân không biết đó là độc dược, chỉ cho rằng là thuốc bổ giúp bọn họ nhanh chóng sinh đứa bé, bởi vậy, nàng không có ý nói với Thiên Vũ Tôn giả. Làm Thiên Vũ Tôn giả cảm giác mình trúng độc đã là thời điểm độc tận xương thủy, không cách nào cứu chữa. Bởi vì hắn không nghĩ tới nữ nhân mình yêu thích lại hạ độc mình. Sau đó, hắn làm ra quyết định, đó là rút Bạch ra và khu vực phụ thuộc và dùng vật liệu cấp bậc đại đế tạo thành tiểu thế giới từ đó giam cầm bạch gia vĩnh viễn. Ngoá, vì cái gì không làm thịt đám người bạch gia? Đại hắc cầu tức giận nói, nếu đổi thành cầu gia, ai dám hại gia, gia sẽ giết chết hắn. Lăng Hàn cũng không hiểu, xem ra thiên vô tôn giả rất đại lược, người ta đã hạ độc hại ngươi, ngươi chỉ giam người ta lại, ở trong bí cảnh này, bạch gia vẫn huy phong bát diệt. xưng vương xưng bá, hoàn toàn không bị trừng phạt Hắn lại xem tiếp Thì Gia thiên vô tôn giả quá yêu bạch nam chân sợ đối phương biết chân tướng và cảm thấy đau khổ vì gia tộc mình làm chính mình sắp chết cần gì khổ sở vì một nữ nhân chứ cậu gia đã bó tay rồi đại hắc cầu dùng móng vuốt vuốt đầu nói tại sao có người ngốc như vậy cậu gia sắp điên rồi lang hàn thở dài có lẽ đây chính là chân ái thôi đi cậu gia mới không lương thiện như vậy đại hắc cầu nói khẽ bọn họ lại xem tiếp quả nhiên thiên vô tôn giả là người tốt nhất thiên hạ hắn vây khốn bạch gia trong bí cảnh có dụng ý trừng phạt bạch gia nhưng càng nhiều thật ra hắn muốn bạch gia biết đạo lý mang ngọc có tội nếu không đủ thực lực cho dù người có tổ vương truyền thừa cũng chết càng nhanh mà thôi cho nên thiên vũ tôn giả mới thiết lập khai thiên phủ khảo nghiệm chỉ có tu gia cửu đỉnh cũng dựa vào sức lực một người hoàn thành hợp đỉnh mới có tư cách đạt được truyền thừa của hắn đó là tiêu chuẩn thấp nhất để thành đế nếu không có bối cảnh tương ứng hỗ trợ được đế thuật cũng chết oan chết uổng đáng tiếc là qua nhiều năm như thế, Bạch Gia không có người nào đủ tiêu chuẩn. Cửu đỉnh, hơn nữa còn dựa vào bản thân hợp đỉnh, cho dù là đế tử đế nữ cũng không làm được, huống chi là người Bạch Gia. Khó trách cầu gia không cầm nổi khai thiên phủ, thì gia cần phải dựa vào bản thân hoàn thành hợp đỉnh. Suốt cuộc đại hắc cầu đã biết tại sao, nó nhìn sang lăng hàn, nói. Ngoại trừ loại biến thái như ngươi, cho dù là đế tử đế nữ cũng không làm được. Lăng hàn chậm rãi gật đầu, khó trách đế tộc không có tổ vương thứ hai, bởi vì tiêu chuẩn thành đế thấp nhất là cửu đỉnh hợp nhất, hơn nữa phải dựa vào thực lực tự thân hoàn thành, tất cả đế tộc đều dựa vào đế binh hoàn thành hợp đỉnh, chẳng khác gì tự tuyệt đế lộ. Nhưng thiên vũ tôn giả biết, các đế tộc khác cũng biết, vì cái gì còn phải vận dụng đế binh hợp đỉnh. Bởi vì cửu đỉnh hợp nhất quá khó khăn, không có đế binh hỗ trợ, những đế tử đế nữ kia chỉ có thể dương mắt mà nhìn. Như vậy, ngược lại không thể thành đế, tự nhiên dùng đế binh hợp đỉnh, tận lực làm chính mình cường đại, tương đương tu tới cảnh giới cao nhất, về sau vĩnh viễn sẽ mạnh hơn võ giả cùng giai. Bởi vậy có thể thấy được kiếp nạn thành đế, cửu đỉnh hợp nhất chỉ là yêu cầu thấp nhất, về sau còn có các loại yêu cầu biến thái hơn, cũng làm khó rất nhiều thiên kiêu. Từ xưa đến nay có thể thành đế, thật sự ít đến đáng thương. Thiên Vũ Tôn giả có dụng tâm lương khổ, đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng bạch ra, bọn họ không có năng lực nắm giữ đế cấp truyền thừa, hết lần này tới lần khác nhất định sinh ra lòng tham, Thiên Vũ Tôn giả phải giam bọn họ lại trừ phi có người thiên tài dựa vào thực lực bản thân hoàn thành cửu đỉnh hợp nhất, lúc này mới có tư cách đi ra khỏi bí cảnh. Nói thật lâu, kết quả đế cấp truyền thừa ở đâu? Đại hắc cầu cuống lên, nó không tán thành cách làm của thiên vũ tôn giả, cho rằng làm như thế quá ngớ ngẩn, nhưng thiên vũ tôn giả không biết chết bao nhiêu năm, nó không cần tức giận với người chết, cho nên, nó chỉ chú tung tích ý đế cấp truyền thừa. Bọn họ lại xem tiếp và kinh ngạc, thì ra lăng thiên tổ vương cũng không có truyền thừa đế binh xuống, mà là lúc tuổi già mang theo đế binh đi tới khu vực biên giới vũ trụ từ đó về sau đã mất đi tung tích người luôn luôn không muốn chết mạnh như tổ vương bá chủ thời đại bọn họ càng không muốn chết nhưng đại đế vô địch cũng không thể thắng thời gian cuối cùng cũng có ngày hóa đạo cho nên lăng thiên tổ vương đi khu vực biên giới vũ trụ vì cầu trường sinh a à, tại sao lại giống tổ tiên hầu ca lăng hàn thì thào đấu chiến thánh hoàng cũng đi tới khu vực biên giới vũ trụ tìm kiếm trường sinh hai vị tổ vương trước sau lựa chọn con đường giống nhau có phải đang nói thế gian thật sự có trường sinh nhưng nếu thật sự có vậy tại sao đấu chiến thánh hoàng cùng lăng thiên tổ vương không quay về chẳng lẽ trên đời còn có địa phương có thể vây khốn tổ vương sao hơn nữa vì cái gì đại đế đều muốn đi tới đó lúc tuổi già có phải chỗ đó vô cùng nguy hiểm ngay cả đại đế vô địch cũng không tự tin cho nên mới đến đó vào lúc sắp kết thúc sinh mạng trong lúc nhất thời lăng hàn sinh ra vô số suy đoán càng có một loại xúc động muốn lập tức xuất phát đi khu vực biên giới vũ trụ thăm dò chân tướng nơi đó. Nhưng không có thủ đoạn đại đế, chỉ sợ hắn dùng tháo nguyên cả đời cũng không tới được nơi đó, bởi vì chỗ đó căn bản không có truyền tống trận, chỉ có thể dựa vào hai chân chạy đi, hắn chỉ có tu vi sinh đan cảnh, chạy đi một vạn năm cũng không thể tới biên giới vũ trụ. Thật muốn trở thành đại đế ngay lập tức, Lăng Hàn tự nói, hắn là người có lòng hiếu kỳ rất nặng. Yên tâm, tiểu tử ngươi nhất định có thể Đại hắc cẩu vỗ vỗ vai Lăng Hàn, nói, đến lúc đó, cẩu ra sẽ đi sông cùng ngươi. Lăng Hàn cười ha ha, tốt, đến lúc đó chúng ta đi sông sáo, rốt cuộc chỗ đó có bí mật gì giúp người ta vĩnh sinh. Chúng ta nên xem thiên vô tôn giả lưu lại thứ gì cho chúng ta đã. Đại hắc cẩu lộ ra vẻ mặt tham lam, chương 4489, thập tu thuật. Trừ cái hộp ra, thiên vô tôn giả còn để lại một khối ngọc bội. Ngọc bội, xong đời, chỉ có một khối ngọc bội sao, cầu ra làm sao đi tán gái đây. Đại hắc cầu kêu thảm thiết, nó thật vất vả mới tới được đây, kết quả chỉ biết chân tướng năm đó và một khối ngọc bội. Lăng Hàn cầm lấy ngọc bội, rót thần niệm vào, từng ký hiệu không ngừng phiêu phù trong thức hải của hắn. Ba, ngọc bội lập tức vỡ vụn, ta nói tiểu hàn tử, cho dù người tức giận cũng không cần bóp nát ngọc bội, nói không chừng còn đáng một ít tiền. Đại hắc cầu buồn bực nói, trong ngọc bội cất giấu một môn công pháp, Lăng Hàn nghiêm nghị nói, Đế thuật, đại hắc cầu hưng phấn, lang hàn lắc đầu. Hiện tại còn không biết, trong thức hải của ta chỉ có ký hiệu vô cùng phức tạp, ta không cách nào phân tích trong thời gian ngắn. Ngươi chờ một chút. Ngươi trước tiên, ngươi trước tiên, đại hắc cầu xoa xoa tay, dáng vẻ vô cùng hưng phấn. Lang hàn bắt đầu phân tích những ký hiệu này, với ngộ tính siêu cường của hắn, hắn có thể phân tích nhanh chóng. Từng giờ từng phút, một môn bí thuật xuất hiện trong đầu của hắn. Thập tu thuật, lang hàn thì thào đây là bí thuật hắn phân tích ra cũng không phải công pháp luyện hóa năng lượng thiên địa cũng không phải võ kỹ công phạt giết địch mà là phương pháp chữa thương cho dù thương thế nặng bao nhiêu vận chuyển thập tu thuật là có thể phục hồi rất nhanh thời gian dài ngắn xem thương thế nặng nhẹ nếu tu hành thập tu thuật đến cảnh giới tối cao chỉ cần không phải thọ nguyên khô kiệt chỉ cần một ý niệm cũng có thể gây dựng lại cơ thể nhưng muốn luyện tới cảnh giới một ý niệm trùng sinh đầu tiên phải có cảnh giới đại đế ha ha lui một bước Thánh nhân có thể thích huyết trọng sinh, mà tôn giả chỉ có thể gãy chi trọng trọng sinh, vô cùng thần kỳ. Bởi vì đây là một môn đế thuật, Đồ Tốt Lăng Hàn vô cùng kích động, hắn nói công hiệu của thập tu thuật cho Đại Hắc Cẩu nghe, Đại Hắc Cẩu hưng phấn nhảy nhót tưng bừng, thứ này quá thực dụng, nó có thể cứu mạng bọn họ. Lăng Hàn hiện tại không có dạy thập tu thuật cho Đại Hắc Cẩu, bởi vì hắn đã phân tích ra bí mật của công pháp nhưng muốn hắn dùng lời nói giảng giải cho Đại Hắc Cẩu nghe, hắn lại làm không được. Bởi vì quá thâm ảo, cho nên Lăng Hàn cần phải nắm giữ trước, sau đó lại phân tích những ký hiệu này, lại truyền những ký hiệu này cho đại hắc cẩu, để nó tự mình lĩnh ngộ. Có thể học thì học, không thể học thì không có biện pháp. Đế thuật không phải thứ ai muốn học là học, Lăng Hàn bắt đầu luyện thập tu thuật, hoàn toàn quên thời gian trôi qua, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đột nhiên hắn giật mình tỉnh lại. Trong quá trình tu hành thập tu thuật, đó là quá trình lắp ráp ký hiệu, sau đó tổ hợp lại thành một cái phù văn, phương thức tổ hợp phù văn khác nhau sẽ hình thành hiệu quả hoàn toàn khác biệt, muốn đạt tới cấp độ tốt nhất, người chỉ có thể gia tăng cảnh giới, nhận biết về ký hiệu tăng lên, không ngừng tăng uy lực của phù văn. Sau khi tổ hợp phù văn, Lăng Hàn vận chuyển và rút ra năng lượng tầng thứ cao trong phù văn, nhưng khác với năng lượng tầng thứ cao mà Lăng Hàn tiếp xúc, loại năng lượng này tỏa ra sinh cơ bừng bừng, nó không ngừng lưu động trong cơ thể của hắn, chỉ trong nháy mắt đã chữa trị mấy ám thương trên người. Châu bò, Lăng Hàn không luyện tiếp, hắn mở mắt ra nói với đại hắc cẩu ta bế quan bao lâu cẩu ra sắp hóa thạch rồi người nói bao lâu đại hắc cẩu thở dài ách vẫn còn lắm mồm nói rõ thời gian không lâu quả nhiên đại hắc cẩu nói cho lăng hàn biết hắn chỉ tu luyện nửa tháng thời gian nửa tháng nắm giữ một môn bí pháp có thể nói đã rất chậm lăng hàn duỗi ngón tay ra hắn điểm lên chán đại hắc cẩu vô số ký hiệu rót vào đầu nó đại hắc cẩu kêu la đau đớn tiếp thu nhiều ký hiệu trong nháy mắt như thế thức hải của nó đau đớn như sắp nổ tung. Đại hắc cầu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái và tu luyện. Lăng Hàn đi chung quanh, thạch thất không lớn, hơn nữa cũng không có cơ quan gì, hắn làm sao mở ra. Trong lòng của hắn khẽ động, nơi này truyền thừa thập tu thuật, như vậy dẫn động môn bí thuật này công sinh với thạch thất, sau đó mở ra. Có khả năng, nhưng đại hắc cầu đang tu luyện, nên cho nó chút thời gian, chỉ ít cần phải tiêu hóa những ký hiệu này, muốn tổ hợp ký hiệu cần phải nói sau. Hắn nhớ tới người bạch gia hao tổn tâm cơ muốn có được tổ vương truyền thừa, mặc dù thập tu thuật có tên là đế thuật, nhưng nếu người bạch gia chiếm được, bọn họ sẽ biến thành mục tiêu bị săn giết. Thập tu thuật không có khả năng giúp bọn họ nhảy lên thành thế lực cấp tôn giả, thánh nhân cấp thậm chí đế cấp. Lúc trước Lăng Thiên tổ vương khẳng định không chỉ sáng tạo ra một môn đế thuật như thập tu thuật, cũng không biết là thất truyền hay thiên vũ tôn giả cố ý gây nên, hiện tại chỉ truyền một môn đế thuật. Lăng Hàn cảm khái một lúc, quyết định xung kích sinh đan trung kỳ. Trước đó hắn kém chút hỏa hầu, hơn một tháng qua hắn chỉ suy nghĩ về đế thuật, cho nên hắn đạt được lắng động và có tư cách xung kích sinh đan trung kỳ. Nói làm là làm, không thể lãng phí thời gian. Lăng Hàn ngồi xếp bằng, bắt đầu trùng kích bình cảnh. Lăng Hàn dễ dàng đột phá tiểu cảnh giới, chỉ cần nắm bắt thời cơ là có thể vượt qua. Cơ thể hắn biến hóa long trời lở đất, cho dù nơi này không biết nằm trong không gian nào nhưng vẫn có năng lượng thiên địa rót vào, bị Lăng Hàn hấp thu thật nhanh. Lực lượng của hắn đang tăng lên, Quá trình này kéo dài gần một ngày mới chậm lại, biến thành tiên nước nhỏ, cuối cùng bình chỉ. Trong thức hải của Lăng Hàn, tiên đỉnh duy nhất đã hoàn toàn biến mất, hiện tại chỉ còn một viên hỗn độn tiên đan chìm nổi, nó tỏa ra khí thức hồng hoang, trí cao vô thượng, chỉ cần cảnh giới không bằng Lăng Hàn, đối thủ sẽ nằm dạp xuống đất. Sinh đan trung kỳ, Lăng Hàn quan sát lực lượng mình có, hắn vui mừng và sợ hãi. Thập ngũ trọng thiên, ha ha, ta vừa đột phá sinh đan trung kỳ, lực lượng nguyên thủy đã tăng lên năm trọng thiên. Cứ như vậy, nếu ta đạt tới sinh đan trung kỳ đỉnh phong, lực lượng sẽ tăng lên bao nhiêu? Nhị thập trọng thiên, nếu có thể đạt tới nhị thập trọng thiên, hắn thi triển tiên thuật, lại dùng hỗn độn tiên đan gọt đi chiến lực của đối phương, khi đó hắn có thể chiến đấu với đối thủ nhị thập ngũ trọng thiên. Thử hỏi trong thiên hạ có bao nhiêu người đạt tới chiến lực nhị thập ngũ trọng thiên? Lăng Hàn mừng thầm một lúc, hắn quyết định tiếp tục tu luyện. Sinh đan bước thứ hai, dưỡng đan. Hắn đã sớm chuẩn bị xong thiên tài địa bảo, bao quát ba trí bảo mà cổ dương thánh nhân lưu lại, hắn bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa những thiên tài địa bảo này, viên tiên đan của Lăng Hàn lớn mạnh rất nhanh, tốc độ luyện hóa bí lực càng lúc càng nhanh. chương 4490, tôn giả áp bước. Đến sinh đan cảnh, tu luyện chỉ có hai bước. Một bước là tiên đan biến hóa, thứ này quyết định lực lượng của võ giả, bước còn lại là tích lũy bí lực, nó quyết định năng lực chiến đấu liên tục của võ giả. Lăng Hàn có thể nhanh chóng đột phá tới cấp giáo chủ, cho nên, việc hắn muốn làm rất đơn giản, chỉ cần quan tâm việc làm sao lớn mạnh tiên đan. Một tháng, hai tháng, ba tháng, thời gian trôi qua rất nhanh, Lăng Hàn chuẩn bị luyện hóa tất cả thiên tài địa bảo, Đại Hắc Cẩu cũng phân tích toàn bộ ký hiệu. Phân tích là một chuyện, gây dựng lại là chuyện khác. Cho nên, Đại Hắc Cẩu muốn chân chính vận dụng thập tu thuật, chỉ sợ cũng cần thời gian một năm sau. Nắm giữ sơ bộ là được rồi, bởi vì sẽ không lãng quên theo thời gian. Lão Hắc, chúng ta cần phải đi, Lăng Hàn nói hiện tại không thể chờ tiếp được nữa tài nguyên tu luyện hắn chuẩn bị đã dùng hết được đại hắc cầu gật đầu nói làm sao ra ngoài ta thử một chút lăng hàn đặt hai tay lên tường sau đó vận chuyển thập tu thuật chuyện thần kỳ xuất hiện bức tường phát sáng sau đó trở nên rõ ràng cuối cùng biến mất a à, thời điểm bọn họ xuất hiện lần nữa nơi này là một hoang nguyên bốn phía đều là người cảnh giới gì đều có ra rồi lăng hàn rời khỏi bí cảnh kia hắn đã trở lại vị trí ban đầu ra rồi, Lăng Hàn ra rồi, đám người bốn phía hưng phấn không nhỏ. Lăng Hàn có ra hay không liên quan gì tới đám người này, hưng phấn như vậy làm gì? Lăng Hàn, người đạt được thiên vũ tôn giả truyền thừa đúng không? Lúc này có người hỏi, đó là một tên chân ngã cảnh, khi nói chuyện còn mang theo cảm giác yêu Việt. Mặc kệ người yêu tú cỡ nào, nhưng kém một đại cảnh giới, người trong mắt ta chính là cặn bã. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, không quản có đạt được hay không, đây là chuyện riêng của ta, người liên can gì hư đúng là tiểu tử ngông cuồng người còn chưa tiến vào chân ngã cảnh đấy tên chân ngã cảnh không vui nói bớt nói nhảm lại có một tên chân ngã cảnh đứng dậy nói giao thiên vũ tôn giả truyền thừa ra đây đây không phải thứ của ngươi lang hàn cười ha ha các ngươi muốn làm cường đạo sao hắn vừa nói vừa câu thông địa mạch nơi này là đại thế giới là tinh thể chân chính nên có rất nhiều địa mạch địa mạch gần nhất ở cách đây 30 dặm hoàn toàn có thể dùng bởi như vậy hắn tràn đầy lòng tin đúng là gia hỏa mạnh miệng, không cho hắn ăn chút đau khổ. Xem ra hắn không nghe lời. Có người cười lạnh nói, đây là một tên cường giả cấp giáo chủ. Gia hỏa này rất mạnh miệng, mặc kệ ngươi là thiên kiêu thế nào, người yếu hơn thì phải chịu nhục. Ngươi muốn lấy lớn bắt nạt nhỏ. Lăng Hàn chừng mắt nhìn tên cường giả giáo chủ kia, hắn không sợ. Ha ha, ngươi muốn chết. Tên cường giả giáo chủ kia xuất thủ, hắn muốn bắt lấy Lăng Hàn, hắn có thể trực tiếp siêu hồn, lúc này mới có thể tìm hết bí mật. Hừ dám động đến đệ tử cửu dương thánh địa ta. một tiếng cười lạnh vang lên, xèo, một bóng người xuất hiện trước người lăng hàn, sau đó hắn xuất trưởng tát tên giáo chủ kia. tốc độ của người này quá nhanh, hắn xuất hiện ở giữa lăng hàn và tên giáo chủ, hắn vung trường tấn công tên giáo chủ, thời gian như dừng lại. bởi vậy, tên cường giả giáo chủ kia chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay, cả người hắn bay lên không trung và nặng nề ngã xuống đất, cát bụi bay đầy trời. tê, đường đường giáo chủ bị người ta tát bay mọi người khiếp sợ người tới là ai quá trâu bò người này chính là cửu sơn tôn giả cửu sơn người đùa nghịch huy phong với tiểu bối sao thật mất mặt có giọng nói vang lên cửu sơn tôn giả nhìn sang một nơi long thất hắc hắc đã mấy ngàn năm người vẫn còn nhớ kỹ ta chỉ thấy một lão giả đi ra dáng người cao gầy trên đầu còn có sừng thú có điểm giống sừng hưu nhưng lại lớn hơn nhiều long thất tôn giả xuất thân từ long tộc đương nhiên long tộc là bọn họ tự phong trên thực tế thuộc về giao long nhất tộc hoàn toàn không phải chân long sau khi đệ nhất thần thú hóa đạo thế gian không có thần thú thuần huyết cửu sơn tôn giả hừ một tiếng nói có người ức hiếp đệ tử bản tôn bản tôn đánh hắn không được sao long thất tôn giả cười ha ha bản tôn lười quản việc này nhưng đệ tử của ngươi đạt được thiên vũ tôn giả truyền thừa bản tôn rất có hứng thú cho bản tôn siêu hồn hắn một chút bản tôn có thể bảo đảm sẽ không đả thương hắn mảy may cho cười Cửu sơn tôn giả cười lạnh, nói, thần trí của ngươi cường đại như vậy, nếu bị ngươi siêu hồn một lần, hắn còn có tiền đồ gì đáng nói. Ha ha, bản tôn không có lấy mạng của hắn, còn chưa đủ nhân từ sao. Long thất tôn giả cười nói, trong mắt của tôn giả, mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm, ngươi chỉ là sâu kiến mà thôi. Lưu ngươi một mạng còn chưa đủ, lang hàn nhìn về phía long thất tôn giả, hắn nhớ kỹ dung mạo và linh hồn ba động của lão đầu này, chờ hắn sau này thành tựu tôn giả, hắn nhất định xé miệng của tên này. Cửu Sơn tôn giả lắc đầu, lui ra, bản tôn muốn dẫn đệ tử trở về. Cửu Sơn, cho dù bản tôn không làm khó dễ ngươi, nhưng còn có rất nhiều người sẽ không đồng ý. Long thất tôn giả cười lạnh, không sai, bản tôn không đồng ý, lão phu cũng không đồng ý, lão thân cảm thấy hứng thú với thiên vũ tôn giả truyền thừa. Từng giọng nói vang lên, chỉ thấy chung quanh xuất hiện không ít lão đầu và lão thái nhưng cũng có người rất trẻ tuổi, nhìn bọn họ chỉ 30 tuổi, mà tuổi thật lại mấy ngàn năm, hỏa diễm sinh mệnh tràn đầy không gì sánh bằng, khủng bố vô biên. Ánh mắt cửu sơn tôn giả nhìn sang người kia, đôi mắt co rút lại. Lạc vô định, đế tộc lạc vô định, tu luyện 5 ngàn năm đã thành tôn giả, mỗi người đều nói hắn có hy vọng thành thánh. Lạc vô định cười nhạt một tiếng, cửu sơn huynh, cửu sơn tôn giả cảm khái. Bản tôn lần thứ nhất gặp ngươi, khi đó ngươi chỉ là sinh đan cảnh, không nghĩ tới, mới trôi qua bao lâu, ngươi đã trở thành tôn giả, có thể ngồi ngang hàng với bản Tôn. Cửu Sơn, ít nói chuyện khác, Long thất Tôn giả không nhịn được nói, "Bây giờ ngươi còn muốn bao che đệ tử hay sao?" Cửu Sơn Tôn giả ngạo nghễ, "Có bản Tôn ở đây, các ngươi đừng mơ tưởng chạm tới sợi tóc của hắn." Cửu Sơn, cần gì chứ?" Một lão thái lên tiếng, dung mạo và chiều cao lão thái không khác người thường nhưng làn da lại có màu tím, rất quỷ dị. Lão thái này chính là Tử Kim Tôn giả, người khác lại thích gọi là Tử Kim bà bà. Cửu Sơn mặc dù ngươi không yếu nhưng nơi này có ít nhất 10 tôn giả. Lại có lão giả ra bọc xương nói, có thể thu thành tôn giả, tất cả chúng ta như đứng ở võ đạo đỉnh phong, có người nào không phải thiên tài trong thiên tài, có ai yếu hơn người khác. Lấy một địch người, người tất bại, chương 4491, xếp hàng khiêu chiến. Cửu Sơn tôn giả cười nói, thực sự sao, tay phải hắn chấn động, có một cây dù rất cổ xưa xuất hiện, hiển nhiên đã nhiều tuổi. Ngoá, cửu dương tán, thánh khí, Nhìn thấy cây dù này, tất cả tôn giả lùi lại vài bước, đó chính là lạc vô định cũng khiếp sợ. Cửu dương tán, đây là thánh khí do cửu dương thánh nhân tự tay luyện chế, nó đi theo cửu dương thánh nhân chém giết thiên hạ, thậm chí lăng thiên tổ vương từng bại trong tay nó, có thể nói bá đạo cỡ nào. Một tôn giả cầm thánh khí, cho dù thánh khí bộc phát huy lực trong thời gian ngắn, giết tôn giả như cỏ rác, có tôn giả nào không sợ. Nhưng mọi người cũng biết, cửu sơn tôn giả sẽ không thật cầm thánh khí giết người, bởi vì các tôn giả đều có lai lịch lớn, thậm chí có người đến từ đế tộc, thật giết bọn họ, đến lúc đó sẽ có nhiều tôn giả mang theo thánh khí thậm chí đế binh đi cửu dương thánh địa. Bởi vậy, đây chỉ là uy hiếp, cũng là một loại tỏ thái độ, nếu ai dám động lăng hàn, vậy thì đón lửa giận của thánh khí đi. Có ai nghĩ tới, lần này cửu sơn tôn giả đi ra ngoài còn mang theo thánh khí, tự nhiên làm cho tất cả mọi người suýt hôn mê. Cửu sơn, người thật đúng là điên rồi, long thất tôn giả nói. Ngữ khí lạ lắm, cũng không biết đang cảm khái cửu sơn tôn giả quyết tuyệt hay phát tiết khó chịu trong lòng. Hiện tại bản tôn có thể dẫn người rời đi chứ? Cửu sơn tôn giả nói. Chậm, long thất tôn giả lại mở miệng, nói. Cửu sơn, người có thánh khí nơi tay, thực lực hiện tại có thể chấn áp mọi người, nhưng người có thể bảo vệ kẻ này một lần, có thể bảo vệ hắn cả đời hay không? Người có ý gì? Cửu sơn tôn giả nhíu mày nói, trong lời nói mang theo lửa giận. Long thất tôn giả không sợ, nói. Trước đó kẻ này đạt được Thiên Vũ Tôn giả truyền thừa, chỉ có thể nói là vận khí, mà không phải thực lực. Cho nên, hiện tại cho người khác khiêu chiến hắn, nếu chứng minh thực lực của hắn hoàn toàn xứng đáng, có thể đạt được truyền thừa này, như vậy bản tôn sẽ công nhận hắn. Không sai, Tử Kim bà bà cũng mở miệng nói, "Tiểu tử này chỉ thông hiểu trận pháp, vừa vặn bị hắn bắt được cơ hội, hoàn toàn không phải thực lực của hắn." Ha ha, bản tôn cũng cho rằng như thế mới công bằng, cho những người khác một cái cơ hội. Các tôn giả tỏ thái độ muốn lăng Hàn tiếp nhận đám người khiêu chiến, chứng minh hắn có thực lực đạt được phần truyền thừa này mà không phải dựa vào vận khí, vừa vặn biết chút trận pháp. Lăng Hàn cười một tiếng, nói: "Tốt, đánh nhau cùng cấp, ta sợ ai?" Cửu Sơn tôn giả đã dành cho hắn cơ hội đánh một trận công bằng, tiếp theo phải xem bản thân hắn. Nghe nói như thế, Cửu Sơn tôn giả nhìn sang Lăng Hàn. Lăng Hàn không nói gì, hắn chỉ gật đầu, trên mặt đầy tự tin. "Tốt, ai tới khiêu chiến tên tiểu bối này?" long thất tôn giả nói ta đến ta đến để cho ta tới mọi người tranh nhau xông lên lang hàn rất yêu nghiệt nhưng nơi này không có trận pháp cho Lăng hàn mượn dùng thứ hai hắn chỉ là sinh đan sơ kỳ chiến lực có thể mạnh tới mức nào đừng nóng vội đừng nóng vội đại hắc cầu lập tức nhảy ra ngoài nói muốn khiêu chiến tiểu hàn tử cũng được lấy tiền đặt cược ra đây tiền đặt cược tất cả mọi người sửng sốt đây là ý gì a à, các ngươi thắng có thể đạt được bảo vật của tiểu hàn tử các ngươi thua thì phủi mông rời đi. Nào có chuyện tốt như vậy, đại hắc cầu lắc đầu, nói, cầm tiền đặt cược ra đây, thắng có thể thu gốc lẫn lãi, nhưng thua thì lưu tiền đặt cược lại. Lời này nghe rất hợp tình lý nhưng tại sao nghe giống con buôn thế? Lăng Hàn không nói gì, có đại hắc cầu ở đây, công việc mặt đen sẽ do nó nhận thầu. Tốt, ta đến, có một tên sinh đan cảnh nhảy ra ngoài, hắn là sinh đan hậu kỳ, thực lực cao tới thập ngũ trọng thiên, hắn cho rằng mình sẽ thắng nên có thể thu tiền cược về hắn lấy ra một nhánh bảo sâm, đó là tiên dược hoạt huyết, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Tới tới tới, muốn khiêu chiến tới chỗ cẩu ra báo danh, không báo danh thì không tham dự. Đại hắc cầu tươi cười, nó rất nhiệt tình mời chào người tới tham gia. Đám người rất muốn đánh nó, bọn họ cũng không phải đồng tử tặng bảo, người cao hứng như vậy làm gì. Lăng Hàn, ngoan ngoãn nhận thua đi, không nên lãng phí thời gian lẫn nhau. Tên sinh đan cảnh kia nói, kế tiếp, Lăng Hàn nói, ngươi, Tên sinh đan cảnh tức giận, ta vừa đứng lên đài ngươi đã bảo kế tiếp, ngươi xem thường ta sao? Bành, nhưng hắn chưa nghĩ xong thì một đấm đánh hắn bay ra khỏi lôi đài. Ba, hắn ngã xuống đất và ngất đi. Bại, tới tới tới, kế tiếp, ánh mắt đại hắc cầu đảo qua, chỉ vào một người nói: Lão huynh, tới phiên ngươi. Tên sinh đan cảnh kia nghiêm túc, hắn là sinh đan viên mãn, chiến lực đã vượt qua nhị thập trọng thiên, nhưng lang hàn một quyền liền thắng, chiến lực quá kinh người. Chỉ là sinh đan sơ kỳ tại sao lại mạnh như vậy? Thật xấu hổ, ta không phải sinh đan sơ kỳ, mấy tháng trước đã bước vào sinh đan trung kỳ. Lăng Hàn rất tốt bụng giải thích, mẹ nó, mọi người mắng thầm một tiếng, với thiên phú yêu nghiệt của Lăng Hàn, hắn tiến thêm một bước, chiến lực đã tăng lên 4 năm trọng thiên. Mạnh hơn nữa cũng chỉ là sinh đan trung kỳ, tên sinh đan cảnh thứ hai dậm chân bay lên không, chiến lực của hắn đạt đến nhị thập nhất trọng thiên, hắn có nắm chắc phần thắng. Ta sẽ đánh bại ngươi, hắn hét lớn một tiếng, sau đó công kích từ không trung. Người này cũng cẩn thận, đầu tiên công kích từ xa thăm dò thực lực của Lăng Hàn. Lăng Hàn thét lớn, hắn cũng bay lên không trung, cũng đón hỏa lực của đối phương. Chờ đại hắc cầu suốt 3 tháng qua, hắn luyện hóa tất cả thiên tài địa bảo trên người, hỗn độn tiên đan còn mạnh hơn trước rất nhiều, lực lượng nguyên thủy của hắn không còn là thập ngũ trọng thiên, mà là thập bát trọng thiên. Oanh, Lăng Hàn lao tới, hắn đấm ra một quyền. Ha ha, ta không thể không thừa nhận, người thật sự phi phàm, Đi vào sinh đan trung kỳ không bao lâu, chiến lực đạt tới nhị thập trọng thiên. Tên sinh đan cảnh thứ hai lạnh lùng nói, nhưng sức chiến đấu của ta là nhị thập nhất trọng thiên. Sau vài lần thăm dò, hắn cũng biết thực lực của Lăng Hàn, tự nhiên thu hồi tâm lý cẩn thận và nghênh chiến Lăng Hàn. Lăng Hàn cười một tiếng, hỗn độn tiên đan chấn động, chiến lực đối phương giảm ba trọng thiên. Ầm, um, hai người đấu nhau, chỉ thấy tên sinh đan kia bay ngược về phía sau, hắn không địch nổi. Kém hai trọng thiên chiến lực hắn lại không có hỗn độn tiên đan hấp thu lực lượng đả kích, hắn có thể không bại hay sao? Nhưng đám người bên ngoài cho rằng đây là hài kịch, tên sinh đan cảnh kia lúc trước khoe khoang, miệt thị lăng hàn, kết quả người ta dùng một quyền đánh bay, quả thực là chê cười lớn. Nhưng điều này cũng làm đám người kinh ngạc, chiến lực của lăng hàn quá kinh khủng. chương 4492, hứa lạc, người kế tiếp, lăng hàn nói, đại hắc cầu tìm trong đám người, chỉ vào một người nói. Người người người, là ngươi. Người kia xấu hổ, bởi vì chiến lực của hắn mạnh hơn người đầu tiên nhưng yếu hơn người thứ hai, chiến lực nhị thập trọng thiên, ngay cả cao thủ nhị thập nhất trọng thiên còn bị đánh bay, hắn lên làm gì? Hắn không có dám đứng ra, hắn xoay người làm như không nghe thấy. Đại hắc cầu cười hắc hắc, nó không bức bách, mà chỉ nói. Tốt, người tính là bỏ cuộc, tiền đặt cược không cần trả. Kế tiếp, cái hố thật sâu, bỏ quyền sẽ không trả tiền cược. Trước đó có không ít người báo danh với đại hắc cầu, mỗi người đều chen lấn lên trước, nhưng bây giờ thà rằng không cần tiền đặt cược cũng không đánh một trận tiến lên nghênh chiến chẳng những thua còn bị xấu mặt lên làm gì trong lúc nhất thời thật nhiều bỏ qua quyền những tôn giả kia đều nhìn vào trong mắt người nào cũng kinh ngạc đương nhiên bọn họ cũng từ sinh đan cảnh đi tới cuối cùng có thể thành tôn giả có thể tưởng tượng bọn họ năm đó tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài nhưng bọn họ đặt tay lên ngực tự hỏi lúc trước cùng cảnh giới với lăng hàn bọn họ kém lăng hàn bao nhiêu quả thật không có mặt mũi nào so sánh chỉ có cửu sơn tôn giả tươi cười hắn vuốt vuốt chòm râu dường như rất thoải mái có lẽ tương lai cửu dương thánh địa cũng không chỉ có một thánh nhân thậm chí sẽ khai sáng ra đế lộ chỉ suy nghĩ như thế cũng làm hắn kích động đồng thời cũng dâng lên chiến ý vô tật nếu ai dám động lăng hàn hắn đánh bạc cái mạng già cũng phải giết kẻ đó thành cho bụi lăng hàn đúng không cuối cùng có một người thanh niên không sợ chiến hắn cười nói đi tới da thịt óng ánh phát sáng giống như thần thể hắn đi vài bước và đứng cách lăng hàn mười trượng, sau đó dừng lại. Tại hạ hứa lạc, hắn nói, lúc này có rất nhiều người hô lớn, đông thiên vực hứa lạc, tê, gia hỏa này rất khó lường, nghe nói xuất thân từ thánh địa, vẻn vẹn nửa năm đã bài danh 19 trong sinh đan cảnh. Người này phi thường khiêm tốn, hắn lại đột nhiên quật khởi, châu bò đến mức đáng sợ. Bài danh 19 tinh võng, chiến lực của hắn ít nhất cũng là nhị thập tam trọng thiên. Sai, không phải như thế, bởi vì chế độ của tinh võng nên hạn chế bài danh của hắn. Ta đoán hắn có chiến lực trước 10. T. Lăng Hàn cũng nghe thấy mọi người nghị luận, hắn cảm thấy hứng thú, nói. Chiến lực của ngươi đạt tới nhị thập tứ trọng thiên sao. Đây là đường danh giới, chỉ có thiên tài đỉnh cấp bài danh trước 10 trên tinh võng mới vượt qua, nhưng cùng lúc, đây đã là cực hạn, cho dù tinh hạo bài danh đệ nhất cũng chỉ có chiến lực như thế. Trừ khi là đế tộc mới có thể đánh vỡ cực hạn này. Ngươi tự thể nghiệm là được rồi, Tự nhiên sẽ biết." Hứa Lạc nói ra, trong lời nói mang theo tự tin mãnh liệt. "Tốt." Lăng Hàn gật đầu, hiện tại trừ Thiên Chi Kiêu Tử Đế tộc ra, còn có người nào địch nổi hắn. "Vậy thì lên trời đánh một trận." Hứa Lạc bay lên trời, hắn đứng trên không trung ngàn trượng, oanh, hắn phóng thích khí tức bản thân không giữ lại, khí tức như sóng to gió lớn. Lăng Hàn bước lên không trung, hắn đi tới độ cao tương đương Hứa Lạc, hắn đứng chắp tay sau lưng. Hắn có Hỗn Độn Tiên Đan có thể hóa giải tất cả lực lượng sáu trọng thiên, cho nên hắn chiếm ưu thế quá lớn, hoàn toàn không xem đây là chuyện gì lớn. Tâm tình của ngươi không tệ, hứa lạc nói, hy vọng trận chiến này không bị ta đánh ra tâm ma. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, câu nói này nên do ta nói mới đúng, hứa lạc thu hồi nụ cười, hắn rất tức giận, thân là thiên kiêu đỉnh cấp, tranh lệch lẫn nhau gần như gan tắc, cho nên đừng nói hắn mạnh hơn Lăng Hàn hai tiểu cảnh giới, cho dù Lăng Hàn đã bước vào sinh đan hậu kỳ cũng bị hắn nghiền ép. Hừ, đúng là không biết tốt xấu. Hắn lao tới, hai tay cầm dao đâm về phía Lăng Hàn, mũi dao có ký hiệu thần kỳ gia trì, uy lực tăng lên rất lớn. Lăng Hàn cười một tiếng, hắn vung quyền nghinh đón. Bành, một quyền đánh ra, thân thể Lăng Hàn chấn động và lui về phía sau. Quả nhiên, chiến lực của gia hỏa này đã tới nhị thập tứ trọng thiên, mặc dù một kích này là công kích từ xa nhưng cũng có uy lực nhị thập nhị trọng thiên, vượt qua chiến lực cực hạn của Lăng Hàn. Nhưng hỗn độn tiên đan dung động hóa giải lực lượng, Lăng Hàn chỉ lui về phía sau, lông tóc không bị thương. Sau một kích, sắc mặt hứa lạc biến thành nghiêm túc. Đối thủ này không đơn giản, chiến lược quá kinh khủng. Gia hỏa này thật sự là sinh đan trung kỳ hay sao? Thiên lang quyền, hắn giết tới, lại cận chiến với Lăng Hàn lần nữa. Lăng Hàn sử dụng hỗn độn tiên đan, chiến lược của hứa lạc giảm xuống ba trọng thiên, hạ xuống nhị thập nhất trọng thiên. Có thể, Lăng Hàn vận chuyển đồ thần thuật va chạm với hứa lạc. Oanh, 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 Hai người va chạm nhau, bất phân thắng bại, mọi người nhìn thấy đều im lặng. Hứa Lạc chiến lực nhị thập tứ trọng thiên lại đánh ngang tới với Lăng Hàn tu vi sinh đan trung kỳ. Ai có thể tin tưởng, đây là đồ biến thái. Hứa Lạc nổi giận, đối thủ này có một kiện bí bảo giảm chiến lực của hắn ba trọng thiên, bằng không ưu thế ba trọng thiên đủ nghiền ép Lăng Hàn. Tốt, nếu ngươi đã dùng bí bảo thì ta không cần khách khí. Hứa Lạc quát một tiếng, trên người hắn phun ra tia sáng rực rỡ, mọi người không nhìn thấy rõ ràng. Sau khi ánh sáng tối lại, mọi người nhìn thấy Hứa Lạc mặc bộ chiến giáp trên người. Chiến giáp vô cùng nhẹ nhàng, nó có màu trắng bạc, mặc lên người càng nhiều giống như một kiện y phục, chỉ tràn ngập cảm giác kim loại mà thôi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, bộ chiến giáp hóa thành đôi cánh ánh sáng phe phẩy sau lưng Hứa Lạc. Tốc độ của hắn tăng lên và lao về phía Lăng Hàn. A, à, Lăng Hàn kinh ngạc, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, hắn lại đấu với Hứa Lạc lần nữa. Bành, hắn bị đánh bay ra ngoài may mắn hỗn độn tiên đan phát huy, hắn cũng không có bị thương. Chiến lực của hứa lạc tăng thêm hai trọng thiên, ánh mắt lăng hàn nhìn vào chiến giáp, đó là pháp khí có thể tăng chiến lực, hơn nữa tăng lên hai trọng thiên. Lăng hàn, trên người người có bí bảo có thể suy yếu ba trọng thiên của ta, cũng có thể hóa giải lực lượng đả kích. Hứa lạc cao ngạo nói, nhưng nói cho cùng thì ngươi cũng phải thua, tay phải hắn chấn động, trong tay xuất hiện trường kiếm ánh sáng, trên thân kiếm có hoa văn màu bạc đan dệt tạo thành đồ án phức tạp, Giết, hắn cầm kiếm đánh tới, khi tức đáng sợ sôi trào, một kiếm này tỏa ra uy thế kinh người. Lăng Hàn lắc đầu, gia hỏa này không hiểu gì cả, lại nói hai thần thông thành pháp khí. Vậy thì tốt, ngươi cho rằng ta chỉ có hai pháp khí hay sao? Sát khí sung kích, chương 4493, không biết xấu hổ. a à, hứa lạc lập tức ôm đầu kêu thảm thiết, mặc cho ngươi là thiên kiêu thì như thế nào, bị sát khí sung kích cũng phải ôm đầu rên gì, trừ phi cảnh giới của ngươi cao hơn Lăng Hàn một đại cấp độ đáng tiếc hứa lạc chỉ là sinh đan cảnh lăng hàn thừa cơ công kích hắn phát động đồ thần thuật đây là thánh nhân sáng tạo ra hoàn toàn có thể gọi là chuẩn đế thuật hơn nữa trong cấp bậc sinh đan cảnh này tất cả mọi người không thể phát huy toàn bộ uy lực của thánh thuật hoặc là đế thuật hoàn toàn xem ai nắm giữ thâm hậu hơn mà thôi oanh 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 bị lăng hàn nắm lấy cơ hội công kích hứa lạc bị đánh bay lên cao chiến giáp của hắn đủ cường đại có được hiệu quả hấp thu lực lượng đả kích bởi vậy cũng không bị lăng hàn đánh bại ngay tại chỗ bí bảo trên người của ngươi thật nhiều hứa lạc đã ổn định thân thể hắn lạnh lùng nhìn lăng hàn trong mắt tỏa ra sát khí ngập trời ban đầu hắn chỉ muốn đánh bại lăng hàn đạt được thiên vũ tôn giả truyền thừa thế nhưng bị lăng hàn đánh thảm trước mặt mọi người hắn mất hết mặt mũi sát ý lạnh lùng đương nhiên sát ý bộc phát có làm được hay không lại là chuyện khác cho dù chiến lực của hắn nghiền áp lăng hàn cửu sơn tôn giả đứng bên cạnh hắn có thể giết người hay sao lăng hàn lắc đầu ếch ngồi đáy giếng hứa lạc giận dữ gia hỏa này dám nhục mạ mình chết hắn giết tới hai tay chấn động cây dao màu vàng lại hiện ra đây là năng lượng thuần túy tạo thành nhưng dung nhập năng lượng tầng thứ cao hơn nữa còn có chiến giáp gia trì lực sát thương đáng sợ không gì sánh bằng lăng hàn hoàn toàn không sợ hắn dùng quyền ngạnh kháng bành 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 luận chiến lực hiện tại hàn yếu hơn hứa lạc hai trọng thiên nhưng nhãn thuật mở ra hắn có thể nhìn thấy điểm yếu công kích của đối phương có thể tránh nặng tìm nhẹ ngẫu nhiên phát ra một kích thật mạnh, sử dụng năng lực hỗn độn tiên đan hóa giải lực công kích của đối phương, hắn sợ gì chứ? Sau khi chiến đấu thật lâu, chiến lực hai người giảm một trọng thiên. Không có biện pháp, cho dù là đế thuật hay là thánh thuật đều là thứ không thể vận dụng liên tục. Trong nháy mắt sau đó, chiến lực của Lăng Hàn lại mạnh hơn, không thể dùng đồ thần thuật, chẳng lẽ không thể dùng thiên hoa bảo thuật? Không thể dùng yêu hầu quyền sao? Hắn nắm giữ không ít đế thuật, tất cả mọi người hoa mắt, bọn họ kinh ngạc trước chiến lược của Lăng Hàn, chỉ có những cường giả như cửu sơn tôn giả mới hiểu rõ, bọn họ thấy rõ ràng, Lăng Hàn không vận dụng bảo khí gì, hắn chỉ sử dụng uy thế bản thân. Cho nên nói, hứa lạc đã thua, đây chính là tồn tại bài danh 19 sinh đan cảnh, hắn còn không làm gì được Lăng Hàn, vậy còn có người nào có thể. Đế tử, đế nữ sao, đây là việc không có khả năng, nhưng trừ lạc vô định ở nơi này ra, còn có ai là đế tử đế nữ chứ? Đáng tiếc là, Lạc vô định đã sớm trở thành tôn giả, hắn có ý định tự hạ thân phận đấu với Lăng Hàn sao? Đủ rồi, một tên tôn giả xuất thủ kéo hứa Lạc trở về, rằng coi như thế không có gì hay, chỉ ít cũng phải đánh mấy ngày mấy đêm, đợi bí lực xong phương hao tổn hết, khi đó người nào dự trữ nhiều hơn sẽ thắng. Đường đường tôn giả làm gì có thời gian nhìn hai sinh đan cảnh đánh mấy ngày. Thả ta ra, ta sắp thắng. Hứa lạc hét lớn, hoàn toàn không cam tâm. Đại hắc cầu cười hì hì, nó nói. Người kế tiếp, còn người kế tiếp hay không? Không người trả lời, tất cả mọi người hiểu, hiện tại từ đế tộc ra, còn có ai chiến thắng lăng hàn trong cùng cảnh giới? Cùng cảnh giới đều không được, huống chi là cùng dai. Đại hắc cầu lại kêu một tiếng, nó lộ ra vẻ mặt tiếc hận, không có gài bẫy nhiều tiền đặt cược hơn một chút. Cửu sơn tôn giả cười một tiếng, nói, nếu không có người khiêu chiến, bản tôn muốn mang lăng hàn trở về. Chậm, long thất tôn giả cản lại, cửu sơn tôn giả trợn mắt nhìn sang, thế nào, giao long tộc các người có thiên kiêu xuất thủ sao long tộc là long tộc long thất tôn giả vội vàng cải chính sau đó nói hòa thuận người tới ta một người nam tử trung niên đáp hắn kinh ngạc cửu sơn tôn giả giận dữ nói long thất người còn biết xấu hổ hay không người này là chân ngã cảnh ha ha lúc trước chân ngã cảnh cũng tiến vào bí cảnh chỉ muộn một chút mà thôi long thất tôn giả cười híp mắt nói hơn nữa hòa thuận chỉ là chân ngã cảnh sơ kỳ tuổi tác tương tự lăng hàn, xem như đánh một trận công bằng. Công bằng em gái ngươi, cửu sơn tôn giả mắng chửi, tên tộc nhân của ngươi ít nhất cũng bảy tám chục tuổi, lăng hàn mới bao nhiêu lớn. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, long thất tôn giả không thèm để ý, thản nhiên nói. Tốt rồi, bản tôn cũng không ức hiếp tiểu tử này, chỉ cần kẻ này có thể ngăn cản được một chiêu của hòa thuật, như vậy tính là hắn qua ải. Cửu sơn cười nhạo, Người nào không biết tranh lệch một đại cảnh giới chính là nghiền ép tuyệt đối. Hơn nữa, Lăng Hàn chỉ là sinh đan trung kỳ, trừ một đại cảnh giới ra, còn có hai tiểu cảnh giới. Như vậy mà không gọi là ức hiếp. Được, Lăng Hàn lại ngắt lời, hắn chắp tay sau lưng và nói. Một chiêu quá ít, ba chiêu đi. Phốc, thật nhiều người phun ra ngoài, người còn chê một chiêu quá ít. Tại sao có người ngốc như vậy? Lăng Hàn cười một tiếng, lại nhìn về phía các tôn giả. Các vị tiền bối, lúc này chúng ta phải nói trước, nếu vãn bối có thể ngăn cản ba chiêu của tên ngu đần kia, việc này xem như xong. Các tôn giả cảm thấy xấu hổ, bọn họ đều là người cần mặt mũi, hiện tại không thể bảo Lăng Hàn đi đánh nhau với chân ngã cảnh, cũng chỉ có Long thất tôn giả mới mặt dày như thế. Cửu Sơn tôn giả mở miệng, ai lại có ý kiến, bản tôn mang theo thánh khí đánh kẻ đó. Không người nói tiếp, những tôn giả này biết rõ, nhẫn nại của Cửu Sơn tôn giả đã đến cực hạn. Trên thực tế, đổi thành bọn họ cũng tức giận chưa gặp qua kẻ không biết xấu hổ như Long Thất Tôn Giả. Long Thất Tôn Giả không chút biến sắc, hắn lạnh lùng nói. Hòa Thuận, còn thất thần làm gì? Long Hòa Thuận đi ra, hắn quẫn bách, bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, hơn nữa mỗi ánh mắt đều là xem thường, hắn không chịu nổi. Vậy thì tốc chiến tốc thắng, hắn hét lớn một tiếng, hắn xuất trưởng tấn công lăng hàn. Bước vào chân ngã cảnh, hắn có tư cách tiếp xúc thiên địa đạo tắc, một trường của hắn là đại thủ ấn màu đỏ, có mấy đầu trật tự thần liên quấn quanh, nhìn rất khủng bố. Các thiên kiêu sinh đan cảnh nín thở, nếu bọn họ bước vào chân ngã cảnh, tin tưởng cũng không thua gì Long Hòa Thuật, nhưng hiện tại kém một đại cảnh giới, bọn họ không dám đón đỡ một kích này. Bởi vì như thế phải chết không nghi ngờ, thế nhưng Lăng Hàn không trốn tránh, ra hỏa này muốn tìm chết sao, cửu sơn tôn giả cao mày nhưng không có xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ Lăng Hàn là trận đạo tông sư, có thể mượn nhờ địa mạch huấn gian di động đến một góc khác trên tinh thể. Nhưng đó là át chủ bài đối phó ám sát của chiến thần cung, nếu lộ ra ngoài thì không thích hợp lắm. chương 4494, ngăn cản ba chiêu. Đúng lúc này, Lăng Hàn đã ra tay, hắn cũng không bỏ chạy, mà là vung tay phải lên, địa khí bị hắn rút ra, oanh, địa khí hóa thành một đầu địa long. Bành, long hòa thuận đánh một kích trúng địa long, địa long tan vỡ nhưng lực lượng một kích của hắn cũng tan biến. Ồ, ân, nha, cho dù như vậy, các tôn giả cũng không dám tin vào mắt mình. Bọn họ xem ra, đừng nói Lăng Hàn mới là sinh đan đan kỳ, cho dù là yêu nghiệt đế tộc sinh đan viên mãn cũng không có khả năng đón đỡ một kích của Long Hòa Thuận, thuần túy là muốn chết. Cho nên, biện pháp ứng phó duy nhất chính là trốn. Nhưng Lăng Hàn lại triệu hồi một con địa long, từ đó ngăn cản một kích này. Hắn là quái vật sao? Sinh đan cảnh đấy, cho dù điều khiển pháp khí tứ tinh cũng không thể phát ra uy lực chân ngã cảnh. Lăng Hàn nhoèn miệng cười. Chiêu thứ nhất, Long Hòa Thuận cảm thấy mặt nóng rát, một kích thất bại, sinh đan cảnh chẳng những không có chết hơn nữa còn không bị tổn thương chỉ sợ hắn đã sáng tạo ra lịch sử mới hắn cũng biến thành hình tượng phản diện trong các tài liệu giảng dạy hắn thẹn quá hóa giận hắn đánh ra một kích tấn công lăng hàn hiện tại uy lực lớn hơn vài lần hắn không cam lòng bị lịch sử ghi khắc thành trò cười cho nên cho dù hiện tại bị người ta nhạo báng còn tốt hơn tiếng xấu muôn đời lăng hàn nâng ngón tay lên hai con địa long xuất hiện ngăn cản long hòa thuận bành bành long hòa thuận công kích bá đạo Hắn dễ dàng đánh tan hai con địa long, công kích của hắn lại thất bại. Này, các tôn giả đều cảm thán, bọn họ đạt được tư liệu không chính xác, Lăng Hàn đâu chỉ hiểu sơ về trận pháp, hắn chính là trận đạo tông sư đấy. Cửu Sơn tôn giả cười híp mắt, hắn đã sớm biết Lăng Hàn đã thành tựu trận đạo tông sư, nhưng khi đó Lăng Hàn giới hạn ở mức độ vận dụng tinh bộ, hiện tại hắn đã có thể vận dụng địa khí tấn công. Người trẻ tuổi kia càng làm cho hắn thỏa mãn. A, à, Long Hòa Thuận hét lớn một tiếng, lần này hắn dùng tất cả lực lượng vận chuyển ra thánh thuật tấn công lăng hàn. Chân ngã cảnh có thể tiếp xúc thiên địa đạo tắc, đồng thời vận dụng thánh thuật cũng kinh khủng. Cho dù có sinh đan cảnh đạt tới lực lượng chân ngã, nhưng khi thi triển uy lực thánh thuật sẽ không bằng chân ngã, không có biện pháp cả hai chênh lệch một tầng thiên địa đạo tắc. Cho nên, một kích này vô cùng khủng bố, cuối cùng cũng phát huy ra một chút uy lực của thánh cấp. Cũng chỉ có đến chân ngã cảnh, bảo thuật đế thuật, thánh thuật, tôn giả mới sẽ xuất hiện khác nhau rõ ràng một khi liên quan đến thiên địa đạo tắc thì cấp độ chênh lệch rõ ràng. Một kích này làm thiên địa phản ứng, năng lượng hóa thành giao long bay đầy trời. Chỉ thấy long hòa thuận vận dụng một kích này tỏa ra sát khí lẫm lẫm. Rất châu bò, lang hàn cười cười, hắn lại búng ngón tay, 10 con địa long xuất hiện. Bành bành bành, thánh thuật phát huy, những địa long kia vừa chạm vào đều nứt vỡ, tất cả hóa thành thiên địa năng lượng và biến mất, nhưng mỗi một đạo địa long đều tương đương với một chân ngã cảnh sơ kỳ, Thánh thuật phá đi 10 địa long, uy lực còn sót lại của nó vô cùng yếu ớt. Lăng Hàn lại vung một quyền, hắn đánh ra một kích xóa đi một ít uy lực cuối cùng của thánh thuật. Ba chiêu, qua, Long Hòa Thuận còn muốn đánh thêm một kích nhưng lại cảm giác được tâm hồn rung động, giống như bị mèo nhìn chằm chằm vào chuột, hắn quay đầu nhìn lại nhìn thấy Cửu Sơn Tôn giả đang nhìn hắn, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Hắn sợ tới mức chân mềm nhũn, vội vàng ngoan ngoãn lui về phía sau. Ha ha, tiểu bằng hữu này rất khó lường, võ trận cùng tu hơn nữa toàn bộ đều đạt tới cảnh giới kinh người Từ kim bà bà cười nói tiểu bằng hữu có thể tử chưa lão thân có một chất gái quốc sắc thiên hương mọi người nghe xong đều ngơ ngác tình huống như thế nào vừa rồi còn hùng hổ dọa người tại sao hiện tại lại gả chắt gái bọn họ không biết tâm tình của các tôn giả dung động cỡ nào yêu nhiệt như lăng hàn hoặc sớm giết hắn nếu không chỉ cần thời gian mấy ngàn năm gia hỏa này có thể phát triển đến độ cao sánh ngang bọn họ khi đó thì không biết ai mạnh hơn ai đâu. Hơn nữa, một khi Lăng Hàn thành tôn giả, hắn tuyệt đối là bá chủ trong tôn giả. Cho nên, hoặc là sớm tiêu diệt, hoặc hiện tại lấy lòng, lôi kéo tình cảm. Thật cho rằng những tôn giả kia chỉ biết tu luyện, có kẻ nào không phải lão hồ ly, cửu sơn tôn giả không cho nhiều người quấy dày Lăng Hàn, trực tiếp bắt lấy Lăng Hàn và đại hắc cẩu, hắn xé rách không gian rời đi, về phần lục kỳ. Ha ha, hắn tự mình quay về đi, nhìn không gian khép lại lần nữa, ánh mắt lục kỳ đầy oán hận hắn siết chặt nắm đấm chiến thần cung không phải xưng là không người không dám giết hay sao tại sao qua thời gian lâu như thế gia hỏa đáng chết này vẫn sống vui vẻ đây là điều làm mọi người khó hiểu nhưng lăng hàn trước kia chỉ ở lại trong cửu dương thánh địa hắn vừa ra ngoài lại tiến vào bí cảnh chiến thần cung làm sao có cơ hội ám sát lại nói cửu sơn tôn giả liên tiếp xé rách không gian hắn nhanh chóng mang theo lăng hàn và đại hắc cầu trở lại cửu dương thánh địa ngươi lấy được thứ gì trong bí cảnh đó là việc riêng của ngươi cửu sơn tôn giả nói ra không cần nói với ta cũng không cần giao cho ai biết không lăng hàn cảm thấy nội tâm ấm áp vị tôn giả này thật sự quan tâm mình ta hiểu hắn gật đầu đi thôi cửu sơn tôn giả phất tay đại hắc cẩu vội vàng lôi kéo lăng hàn chạy đi tiểu hàn tử chúng ta phát tài rồi trước kia có rất nhiều người khiêu chiến lăng hàn nhưng không có người nào thành công tự nhiên lưu lại một đống lớn tiền đặt cược đều là thiên tài địa bảo mắt chó của đại hắc cẩu vô cùng sắc bén, nó thu đều là đồ tốt. Một người một chó chia của, người một kiện ta một kiện, sau khi trai cắt chiến lợi phẩm, mọi người rời đi. Lăng Hàn đã thông qua tinh võng liên hệ với đám người nữ hoàng, hổ nữ các nàng, sau khi trở lại động phủ, ba phu thê hâm nóng tình cảm. Sau hai ngày sinh hoạt hoang đường, Lăng Hàn hỏi tiến độ tu vi của nữ hoàng và hổ nữ, hai nàng đã tu hành tới cửu đỉnh, nhưng lại vô vọng thập đỉnh. Phải biết rằng, rất nhiều tổ vương chỉ là cửu đỉnh, sau đó dựa vào lực lượng chính mình hoàn thành hợp đỉnh, thập đỉnh không phù hợp với bọn họ. Đành vậy thôi, Lăng Hàn giúp nữ hoàng và hổ nữ hợp đỉnh, tuy thành công nhưng là lại làm hắn và hỗn độn cực lôi tháp tổn thương nguyên khí nặng nề, khá tốt lần này hắn thắng rất nhiều đại bổ vật, hắn ăn bù là được. Về sau, Lăng Hàn lại liên hệ đám người lâm lạc, chu hằng, tính toán thời gian, những kẻ từng là trí tôn đều đạt tới cửu đỉnh, có thể hợp đỉnh. Ba sư đồ lâm lạc, chu hằng, sở hạo lại hợp đỉnh. ô Châu bò như thế, chương 4495, ám sát lại tới. Lăng Hàn hỏi qua mới biết, thì ra ba người lâm lạc thăm dò một hiểm địa và đạt được đại tạo hóa, mượn nhờ lực lượng thiên địa hoàn thành hợp đỉnh. Việc này tính là chính mình hợp đỉnh hay mượn lực người khác hợp đỉnh. Lăng Hàn cũng không hiểu nổi, nhưng nghĩ lại thiên địa không thể tính toán là người khác, cho nên ba người lâm lạc thuộc về bản thân hợp đỉnh. Nói cách khác, ba người này có tư cách trùng kích đế lộ. Đương nhiên, đế lộ dài đằng đẵng đây chỉ là yêu cầu thấp nhất mà thôi, tương lai không biết sẽ khó hơn bao nhiêu. Lăng Hàn gật đầu, thành đế không chỉ cần thiên phú, còn cần đại khí vận. Rất nhiều người bước ra khỏi nguyên thế giới, nhưng có thể làm cho Lăng Hàn quan tâm và lo lắng lại không nhiều. Ba người lâm lạc đã hợp đỉnh, duyên sinh thiên tôn còn kém một chút, hắn tu tới cửu đỉnh và bước lên sinh đan cảnh trước. Những kẻ từng là trí cường giả không ai là người an phận, bọn họ sớm chạy tới các nơi hẻo lánh trong tinh không, bọn họ là người tâm cao khí ngạo, có kẻ nào cam tâm thừa nhận Lăng Hàn chiếu cố lâu dài. Như thế cũng tốt, Lăng Hàn chỉ cần quản người nhà của mình là đủ rồi. Lăng Hàn bắt đầu dốc sức liều mạng luyện đan, hắn không có tiền, cần đại lượng tinh tế tệ mua thiên tài địa bảo tẩm bổ tiên đan. Hơn nữa, nữ hoàng, hổ nữ cách sinh đan cảnh không xa, hắn thiếu tiền nghiêm trọng. Trừ luyện đan, Lăng Hàn cũng dùng địa khí đến rèn luyện chính mình, mặt khác, nữ hoàng, hổ nữ và đại hắc cầu cũng thơm lây, đồng thời được địa khí rèn luyện. Địa khí nói trắng ra chính là năng lượng thiên địa, rèn luyện bản thân không cách nào gia tăng tu vi nhưng có thể cường hóa khí lực, tự nhiên có chỗ tốt rất lớn. Mấy tháng sau, khí lực của ba người một chó tăng lên rất lớn, làm cho Lăng Hàn rất hài lòng. Nhưng hắn chỉ có thể làm tới như vậy, dù sao tinh lực có hạn, đồng thời rèn luyện bốn người đã là cực hạn của hắn. Tiểu Hàn Tử, lại muốn đi lấy hàng không? Ngày hôm nay, bốn người hoàn thành thối thể, đại hắc cầu thấy Lăng Hàn đi ra ngoài, nó thuận miệng hỏi một câu. Lăng Hàn lắc đầu, thiếu nhiều thiên tài địa bảo như vậy, đi bán thuốc. Nhàn dỗi cũng nhàn dỗi, cầu ra đi cùng ngươi, đại hắc cậu xông tới. Một người một chó rời khỏi thánh địa, tiến về phòng làm việc của thường gia, trên cơ bản chỉ cần tinh thể có cấp bậc võ đạo lợi hại một chút sẽ có phòng làm việc của thường gia. Lăng Hàn gửi đan dược đi, hắn và đại hắc cậu đi trở về. Ân, Lăng Hàn cảm ứng có sát ý tập trung, tuy thập phần yếu ớt nhưng làm sao giấu giếm được thần ý khủng bố của hắn nhưng hắn làm như không có gì mà là lợi dụng địa mạch dò xét bốn phía một hai ba bốn lăng hàn cười nhạt tổng cộng có bốn thích khách đều là chân ngã cảnh ha ha yên lặng lâu như vậy chiến thần cung cũng phát sát thủ tới tìm hắn kỳ thật chiến thần cung vẫn muốn tiêu diệt lăng hàn nhưng lăng hàn không phải ở trong thánh địa thì đi bí cảnh căn bản không để cho bọn họ cơ hội hiện tại hắn đã chạy ra khỏi thánh địa tự nhiên cũng sáng tạo điều kiện cho sát thủ chiến thần cung Tiểu Hàn Tử nhìn ngươi cười xấu xa như vậy, có phải đang nghĩ tới chuyện không muốn ai biết không? Đại Hắc Cẩu hỏi. Lang Hàn lắc đầu, thản nhiên nói, có sát thủ. Cái gì? Đại Hắc Cầu lập tức nhảy lên cao ba thước, bình tĩnh, cũng không phải nhắm vào ngươi. Lang Hàn cười nói, nói nhảm. Cậu ra đi cùng với ngươi, khẳng định cũng biến thành mục tiêu. Đại Hắc Cầu vô cùng phiền muộn, nói, sớm biết như vậy sẽ không đi cùng ngươi, ngươi chính là ngôi sao tai họa. Lang Hàn cười to vừa muốn nói chuyện, hắn thấy ba đạo kiếm quang đâm tới, đã có ba gã thích khách tập kích hắn. Chân ngã cảnh tận lực che giấu hình dáng, sau đó thình lình khởi sướng đánh lén, có sinh đan cảnh nào tránh được. Lang Hàn có thể, hắn đã sớm phát hiện ba gã thích khách, tự nhiên hắn ứng phó rất thành thạo, tâm niệm vừa động, đã có 10 đầu địa long xuất hiện ngăn cản ba tên thích khách. Bành bành bành, những thích khách này không mạnh như Long Hòa Thuật, bị địa long ngăn cản thì lâm vào chiến đấu. Thích khách am hiểu ám sát, đối kháng chính diện không phải sở trường của bọn họ. Ít nhất bọn họ không mạnh như thế. Tiểu hàn tử, tốt lắm. Đại hắc cầu cười nói. Lăng hàn không có thả lỏng, bởi vì hắn biết rõ có bốn gã thích khách. Hiện tại chỉ có ba chạy ra, có lẽ chờ lúc hắn sơ hở chủ quan, tên thích khách cuối cùng sẽ nhảy ra ám sát hắn. Một đạo kiếm quang từ xa chém tới như vạch phá bóng tối, nhanh vô cùng, uy lực cực kỳ cường đại. Đến, Lăng Hàn cười vui vẻ, tay phải ấn về phía trước một cái, lại là sáu đầu địa long đồng thời xuất hiện và đón đánh tên sát thủ thứ tư. Tên thích khách kia tấn công thất bại, chỉ có thể chiến đấu với địa long và không thể giết sang. Bốn gã thích khách liên tục giống to, muốn chém chết địa long, đánh chết lăng hàn, nhưng 16 địa long lại bảo hộ lăng hàn giọt nước không lọt, bọn họ không có biện pháp. Mất đi năng lực ám sát, trong giao chiến chính diện, thực lực của bọn họ không mạnh. Ha ha, có bản lĩnh thì tới đây, đại hắc cầu kêu gào, chân ngã cảnh lại không làm gì được sinh đan cảnh, đây chính là vết nhơ cả đời nhiều lần không thể kiến công bốn gã thích khách gào thét sau đó ngay bọn chúng lui về phía sau và biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa một kích không chúng lập tức chạy xa đây là thích khách nếu không bọn chúng chính là tử sĩ lang hàn thở dài tuy lần này thành công đánh lui sát thủ chiến thần cung nhưng từ sinh đan cảnh đến chân ngã cảnh tổ chức này đã thăng cấp như vậy lần tiếp theo sẽ là sát thủ cấp bậc hóa linh gặp được sát thủ như vậy cho dù là địa long cũng không dùng được Lăng Hàn chỉ có thể dùng tinh bộ chạy trốn. Hắn không có thói quen bị động như vậy, nhưng nói muốn chủ động xuất kích, đầu tiên, hắn chỉ là sinh đan cảnh nho nhỏ, thứ hai, hắn không biết chiến thần cung ở đâu, hắn làm sao chủ động xuất kích. Một người một chó đi trở về, sau khi đi một lúc, đột nhiên cổ tay Lăng Hàn tỏa sáng. Ồ, đây là cái gì? Đại hắc cầu nhìn sang, Lăng Hàn cũng sửng sờ, tại sao cổ tay của hắn sáng lên? Hắn kéo tay áo lên xem xét, Hắn nhìn thấy có ký hiệu đang tỏa sáng, trước kia chưa từng xuất hiện bao giờ. Lăng Hàn suy nghĩ, hắn đi vào quá nhiều di tích cổ, cũng bị đóng lên rất nhiều ấn ký, trong khoảng thời gian ngắn hắn không biết ấn ký tới từ di tích cổ nào. Trí nhớ của hắn rất kinh người, hắn kịp phản ứng. Ngoá, không tốt, xảy ra chuyện gì?" Đại Hắc cầu vội vàng hỏi. Lăng Hàn chẳng quan tâm trả lời, hắn vận chuyển diễn hồn thuật, linh hồn chấn động của hắn biến hóa vi diệu, mà dung mạo cũng biến hóa theo. "Ồ, Đinh Nhất, Đại Hắc Cầu ngạc nhiên, tại sao Lăng Hàn đột nhiên lại biến thành bộ dáng Đinh Nhất, không phải nói vĩnh viễn không dùng thân phận người này sao? Xíu, yêu yêu, đúng lúc này, một tia sáng xuất hiện và bao phủ thân thể Lăng Hàn, chỉ trong nháy mắt Lăng Hàn biến mất không thấy gì nữa. Đại Hắc Cầu ngơ ngác, xảy ra chuyện gì? Chương 4496, Chiến Thần Cung. Vật đổi sao rời, trong nháy mắt đã rời đi vạn dặm. Bành, Lăng Hàn nặng nề rơi xuống đất, hắn đâm vào tảng đá rắn chắc, hắn có cảm giác nôn mửa rất mạnh, bởi vì khí lực của hắn kinh người nên khôi phục rất nhanh. Ô, kẻ mới tới không nôn mửa, có giọng nói vang lên, dọa ngốc, có người cười nói, có lẽ không đến mức, lang hàn bò dậy, hắn nhìn thấy mình đang ở trong hang động, bốn phía đều đốt bò đuốc chiếu sáng không gian. Trừ hắn ra, nơi này còn có 34 tên người trẻ tuổi, nữ có nam có, hoặc đứng hoặc ngồi, mỗi người đều tỏa ra khí tức chắc tuyệt, tuyệt đối là nhân trung long phượng. Đó là khẳng định, vì cái gì hắn lại tới đây? Đương nhiên là tác dụng của ấn ký trên tay hắn, nó dẫn động truyền tống trận pháp vượt qua tinh vực, ấn ký đó tới từ đâu? Sồ Long thí luyện, không có ấn tượng sao? Chiến thần tam thức, Chiến thần cung, việc này quá châm chọc, hắn đang bị Chiến thần cung xem thành mục tiêu tất sát, kết quả hắn lại bị truyền tống tới Chiến thần cung, việc này như dê vào miệng cọp. Tại sao hắn phải cải biến dung mạo và linh hồn ba động? Nguyên nhân rất đơn giản, không muốn bị Chiến thần cung nhận ra. Tiểu tử người bị dọa ngốc sao có một người trẻ tuổi quát lăng hàn hắn mang theo một tia khinh thường chúng ta đang nói chuyện với người đấy ánh mắt lăng hàn nhìn sang nơi này đều là cấp bậc sinh đan trong cùng tầng thứ hắn sợ ai chứ các người biết đã xảy ra chuyện gì không lăng hàn hỏi tiểu tử là ta đang hỏi ngươi đấy người tuổi trẻ kia đứng lên hắn quát lớn với lăng hàn bành đúng lúc này một người bị truyền tống tới hắn bị ném từ giữa không trung xuống siêu siêu xíu, yêu yêu, âm 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 âm, trong vài phút ngắn ngủi lại có 12 người bị truyền tống tới. Mới tới, các ngươi đều nghe cho ta, tên trẻ tuổi quát tháo lăng hàn lên tiếng, ta tên là Lý Lôi, vị này chính là hàn duyệt hàn lão đại, từ giờ trở đi, tất cả mọi người sẽ nghe theo hàn lão đại. Cái gì hàn lão đại, chúng ta dựa vào cái gì phải nghe theo hắn. Lập tức có người không phục, Lý Lôi hừ lạnh một tiếng, nói. Bởi vì Hàn Lão Đại là thiên tài bài danh 2537 trên tinh võng, các người sánh bằng sao. Hắn vừa dứt lời, mọi người lập tức im lặng, tinh lưới bài danh hơn 2000, quá lợi hại, đặt trong tinh vực nào cũng là thiên tài đỉnh cấp. Hàn Duyệt cũng lên tiếng, các người bị truyền tống tới, có đầu mối gì không? Không ít người lắc đầu, cũng có một ít người gật đầu. Hàn Duyệt cười cười, tin tưởng, các người đều từng tham dự qua sổ long thí luyện. a à, lúc này những người lắc đầu hiểu ra, dù sao, người có thể thông qua sổ long thí luyện đều là thiên tài nổi danh, đương nhiên, thiên tài đỉnh cấp rất ít, Hàn Duyệt có thể tính toán là một, yêu nghiệt như Lăng Hàn thì không có ai khác. Bành bành bành, trong lúc bọn họ nói chuyện lại có kẻ khác truyền tống tới. Lăng Hàn kinh ngạc, chiến thần cung bố trí bao nhiêu sổ long thí luyện tại các nơi khác. Có thể tưởng tượng. Bọn họ phí nhiều sức lực như thế cũng không phải giết những người truyền tống tới, dù sao tình huống như Lăng Hàn là trùng hợp. Cho nên, đây là phương pháp chiến thần cung tuyển nhận đệ tử hay sao? Bố trí sổ long thí luyện tại các nơi trong tinh không, hấp dẫn người tiến vào, sau đó chọn ra người nổi bật trong đó, lại nuôi thả vài năm, sau đó truyền tống những đệ tử này tới đây, trực tiếp giảm bớt tài nguyên bồi dưỡng. Khốn kiếp, quá khôn khéo, lang hàn không có can thiệp vào, chủ yếu thân phận của hắn đặc thù, ai biết chiến thần cung có phái cường giả tới hiện trường và có thể khám phá ra thân phận của hắn. Cho nên, ít xuất hiện một chút, Mỗi lần truyền tống đến một nhóm người, Lý Lôi lại đứng ra làm đầy tớ, cũng xác lập địa vị lãnh đạo của Hàn Duyệt. Nhưng rất nhanh, cục diện này bị đánh vỡ. Một người mới tới gọi là Tư Mã Đông, bài danh tinh võng hơn 2.000, hắn còn cao hơn Hàn Duyệt một ít. Tư Mã Đông đương nhiên không phục, hai người lập tức kịch chiến. Bọn họ bài danh tinh võng gần với nhau tinh võng lại bài trừ pháp khí, bởi vậy hai người đánh một hồi lại ngang tải ngang sức. Tư Mã Đông thừa cơ tự lập một phái. Trước khi có ít người bị uy bức lợi dụ mới gia nhập dưới chướng Hàn Duyệt, hiện tại có lựa chọn khác, tự nhiên liên tục phản bội và làm tiểu đệ của Tư Mã Đông. Khi người truyền tống tới càng ngày càng nhiều, trận doanh hai bên càng ngày càng lớn mạnh nhưng không ai có địa vị ngang với Tư Mã Đông, Hàn Duyệt xuất hiện, bởi vậy không có trận doanh thứ ba và thứ tư. Sau khi kết thúc ngày hôm nay, đã không có người bị truyền tống tới, giống như tất cả mọi người đã bị mang tới. Rất kỳ quái là, người bị truyền tống đến nơi đây đều là sinh đan cảnh. Trùng hợp như vậy, Lăng Hàn không tin, hắn cho rằng người bị truyền tống cũng trải qua phân loại, bất kể là trúc cơ, chú đỉnh, sinh đan hay chân ngã cảnh, tất cả đều phân biệt tại vị trí tương ứng. Cho nên, mọi người có cảnh giới giống nhau. Một ngày qua đi, mọi người trải qua sợ hãi ban đầu cũng tỉnh táo lại, bọn họ đều là thiên tài, đương nhiên biết rõ, chiến thần cung tốn nhiều khí lực kéo bọn họ tới đây, làm sao có thể vì giết bọn họ chứ. Nhưng mọi người khó tránh sinh ra sợ hãi, đây chính là chiến thần cung, thần bí nhất trong tinh không, là tổ chức sát thủ cường đại nhất, tiến vào nơi này, bọn họ có thể toàn thân trở ra hay sao? Đương nhiên cũng có một ít người xuất thân thấp hèn, bọn họ không hiểu về chiến thần cung nên ban đầu rất chờ mong, dù sao chiến thần tam thức chính là kỹ pháp thánh cấp, đại biểu cho chiến thần cung cường đại, nếu được thế lực như thế thu làm đệ tử, chẳng phải như cá vượt long môn hay sao? Ông, khí thế cường đại và lực áp bách đáng sợ ập tới, tất cả mọi người yên tĩnh lại chỉ thấy một người nam tử trung niên không biết đi ra từ nơi nào hắn dùng ánh mắt bình thản quan sát mọi người đây là hóa linh chân quân thậm chí còn không phải bản thể của hắn mà là linh thể diễn hóa ta là vạn hà các người đều thông qua sổ long thí luyện cho nên mới xuất hiện ở chỗ này nam tử trung niên nói ra hắn giải thích đơn giản tại sao mọi người xuất hiện tại đây sau đó hắn còn nói thêm thông qua sổ long thí luyện các ngươi đã tính là đệ tử ngoại môn của chiến thần cung ta hiện tại Bắt đầu tiến thêm một bước sàng chọn, người biểu hiện ưu việt người có thể thuận lợi tấn cấp, trở thành đệ tử chính thức của Chiến Thần Cung ta. Hắn vừa dứt lời, có người bạo động, có ít người thật sự hứng thú khi gia nhập Chiến Thần Cung, nhìn như qua cầu độc mộc nhưng rất đáng giá làm, có người biết rõ Chiến Thần Cung là tổ chức gì, bọn họ không muốn làm một tên sát thủ. Xin hỏi đại nhân, nếu thất bại thì sao? Có người hỏi, chương 4497, vòng thứ nhất. Người xuất sắc có thể trở thành đệ tử của Chiến Thần Cung người thất bại thì sao vạn hà không có trả lời ngay hắn nhìn đám người chung quanh và nói chiến thần cung không cần kẻ yếu kẻ thất bại đương nhiên là bị xử lý xử lý tất cả mọi cảm thấy căng thẳng xử lý như thế nào việc này không cần nhiều lời trong nội tâm bọn họ đều hiểu bởi vì chiến thần cung tuyệt đối sẽ không cho phép có người ngoài còn sống rời đi nói ra bí mật của chiến thần cung ở chỗ này không có tín hiệu tinh võng cho dù mỗi người phản ứng chậm một chút sau khi tỉnh táo lại sẽ liên kết với tinh võng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người sinh ra chiến ý rất mạnh, chỉ cảm thấy mỗi người bên cạnh đều tràn ngập ác ý. Những điều này đều là đối thủ cạnh tranh, các người hiện tại tổng cộng có 739 người, sắc mặt phản hà lạnh như băng không có một tia tình cảm gì đáng nói. Cho các người thời gian 3 ngày, không quản các người dùng biện pháp gì, chỉ có 400 người còn sống, nếu như vượt qua con số này, ta sẽ ra tay, tùy tiện giết kẻ nào đó cho đạt con số 400. Nghe nói như thế, trái tim tất cả mọi người có rút dữ dội. Quá trình đào thải như vậy quá tàn khốc, dùng sinh tử phân thắng bại. Hiện tại, các người có thể rời khỏi nơi này. Vạn Hà nói, ba ngày sau, các người có thể trốn, cũng có thể liên thủ với người khác, thủ đoạn gì cũng có thể. Ta phải nói rõ, nếu như ba ngày sau có nhân số còn sống vượt qua 400, ta sẽ giết những kẻ chưa bắt đầu. Hắn quay người rời đi, trước mặt hắn xuất hiện một cánh cửa đá, ngay sau đó hắn hóa thành ánh sáng biến mất tại nơi này. Mọi người vội vàng rời khỏi hang đá, chỉ thấy nơi này là một khu núi rừng, nhìn nơi đây như thế ngoại đảo viên. Đáng tiếc, cảnh đẹp cũng không thể cải biến sự thật nơi này là chiến thần cung, đây là một tổ chức sát thủ. Hiện tại, bắt đầu tính thời gian, giọng nói của vạn hà vang lên, thân thể hắn phiêu phù giữa không chung, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng chói mắt như thần linh. Lúc này, đám người phân hai bộ phận một bộ phận dùng tư mã đông làm chủ, khác một bộ phận khác dùng Hàn Duyệt cầm đầu, đương nhiên, còn có người cô độc như Lăng Hàn, chỉ có ba người mà thôi. Vào lúc này, hiển nhiên nhiều người lực lượng càng mạnh. Rút lui trước, Hàn Duyệt nói ra, thời điểm này phát sinh kịch chiến với Tư Mã Đông sẽ tạo thành tổn thất to lớn, thậm chí hắn cũng phải chết ở nơi này. Chỉ cần diệt trừ 300 người, cần gì phải sống mái hung ác với nhau. Tư Mã Đông nhìn Hàn Duyệt thật sâu, hắn cười nói. Chúng ta cũng rút lui. Chậm, đột nhiên có một người nói ra, chính là một trong ba kẻ cô độc như lăng hàn lại không phải lăng hàn lăng hàn kinh ngạc hắn nhìn sang người này đó là người trẻ tuổi tỏa ra khí thức cô độc và lạnh lùng mặc dù hắn tùy ý đứng đó nhưng lại tỏa ra khí thức ác liệt giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ ngươi là dễ hành gì người nói chậm thì chậm sao có người nhảy ra cũng chỉ trích người kia người tuổi trẻ nhếch miệng cười cười rõ ràng hắn đang cười nhưng lại làm nội tâm người ta lạnh buốt soát tất cả mọi người cảm thấy hoa mắt sau đó nhìn thấy người chỉ trích biến thành hai nửa người trẻ tuổi lạnh lùng vươn tay lên thổi một hơi có một giọt máu tươi rất xuống hắn lộ ra nụ cười như sát thần cũng gác trường kiếm lên vai không cần phiền toái như vậy hiện tại ta bắt đầu giết người giết đủ thì trò chơi này sẽ chấm dứt ba hắn nói ra những lời này ngay sau đó có người ngã xuống liên tục một trái một phải máu tươi chảy đầy đất ha 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 đúng là khôi hài lại có người nhảy ra ngươi là một người chẳng lẽ muốn bách nhân chảm chảm trăm người hay sao tư mã đông nhìn sang hàn duyệt hàn duyệt cũng nhìn sang hai người gật đầu cùng tiến lên giết người này người này quá mức ác độc động thủ là giết người xông lên giết hắn hai người đồng thời nói ra sau đó hình thành liên minh người trẻ tuổi kia rất đau đầu căn bản không dễ khống chế hơn nữa thực lực lại mạnh như vậy cho nên hắn không có ý định liên minh với mình cho nên phải giết hắn trước lúc này có vài trăm người đồng thời lao tới, đều muốn giết người kia. Vài trăm người đấu một, cảnh giới mọi người tương đương nhau, có gì phải sợ. Người trẻ tuổi không sợ hãi, hắn đang tươi cười như hưởng thụ thịnh yến bằng máu. Sát, thân thể hắn lao nhanh và nghênh đón đám người. Xoát xoát xoát, kiếm quang chấp động, chỉ thấy một người bị chém thành hai đoạn. Chỉ trong mấy giây nhưng đã có 13 người bị người trẻ tuổi lạnh lùng đánh chết, bản thân hắn lại không có tổn thương. Đây không phải chiến đấu cùng cảnh giới, mà là hổ vào bầy dê, đổ sát nghiêng về một phía. Trên bầu trời, quả nhiên vạn hà chỉ thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không có ý nhúng tay vào, hơn nữa hắn còn nở nụ cười tàn nhẫn, giống như rất hưởng thụ hình ảnh giết chóc như thế. Mọi người vốn là một đám ô hợp, tạm thời tổ hợp lại với nhau, bị một người giết như thế sẽ giảm sĩ khí, đại bộ phận mọi người không có tâm tái chiến, đối mặt với thanh kiếm sắc bén, bọn họ cũng không muốn làm vong hồn dưới thân kiếm. Tư Mã Đông và Hàn Duyệt nhìn nhau, hai người gật đầu lần nữa, nếu lúc này hai người bọn họ không tiến lên ổn định quân tâm, đội ngũ sẽ tan rã ngay lập tức. Bởi vậy, trong nháy mắt sau đó, hai người đồng thời xông lên, hợp lực đánh với người trẻ tuổi. Đinh đinh đinh, người trẻ tuổi lạnh lùng cầm kiếm ngăn cản. Vạn tuế, lão đại uy vũ, mọi người nhìn thấy cảnh này, tâm tình vững chắc hơn trước chỉ cần có người có thể ngăn cản người trẻ tuổi chính diện, khi đó ưu thế nhiều người sẽ phát huy, một người một kích cũng đủ giết người trẻ tuổi kia rồi. Ha ha, đừng vọng tưởng dùng sức một mình đối kháng nhiều người như vậy, người quá ngây thơ. Hàn Duyệt cười lạnh nói, thật sự không biết cái gì gọi là, Tư Mã Đông cũng nói, người trẻ tuổi cười lạnh, mấy tôm tép nhãi nhép cũng dám rõng rạc, mũi kiếm của hắn hơi lệch, sau đó lại chém lần nữa, kiếm quang vạn trường. Không thể tưởng tượng nổi, chiến lực của hắn tăng lên rất lớn. Hàn Duyệt, Tư Mã Đông không dám tranh phong, bọn họ vội vàng lui về phía sau, bằng không bọn họ sẽ bị trọng thương hai người này rút lui, những người khác làm sao gánh nổi. Người trẻ tuổi thừa cơ đại sát tứ phương, máu tươi bắn tung tóe, một người bị chém thành hai đoạn, trên mặt hắn còn dính một ít máu tươi, gương mặt người trẻ tuổi càng trở nên đáng sợ. Hắn không có rỗi tay lau vết máu, mà là dùng đầu lưỡi thẻ ra liếm máu, sau đó hắn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. chương 4498, sàng chọn đợt thứ hai. Người trẻ tuổi lạnh lùng đại khai sát giới, chiến lực của hắn vô cùng cường hoành, ngay cả tinh võng bài danh hơn 2.000 như tư mã đông, hàn duyệt liên thủ cũng không thể đỡ nổi. Xoát xoát xoát, máu tươi tung bay, vô số thân thể biến thành hai nửa, tràng diện cực kỳ rung động và tàn nhẫn. Trên bầu trời, vạn hà tươi cười, hắn nhìn về phía người trẻ tuổi lạnh lùng kia với ánh mắt thưởng thức. Dường như kẻ này sinh ra vì chiến thần cung, mọi người không gánh nổi nên bỏ chạy tứ tán, hoàn toàn đánh không lại, đánh tiếp chỉ là chịu chết. Người trẻ tuổi lạnh lùng đuổi giết vô tình, giết đến mức máu chảy đầy đất thây ngang khắp đồng. Cuối cùng, hắn bị Vạn Hà ngăn cản, hiện tại chỉ còn lại có 400 người, đã đạt tới mục đích. Vạn Hà nhìn người trẻ tuổi kia, nói, người tên là gì, Mạc Vân, người trẻ tuổi lạnh lùng nói ra, hắn không đặt hóa linh chân quân vào mắt. Vạn Hà cũng không quan tâm, hắn nhìn về phía mọi người, nói, trừ Mạc Vân ra, tất cả các ngươi làm ta rất thất vọng. Đệ tử hạch tâm của chiến thần cung cần cường đại, dũng cảm, xem sinh tử như trò chơi mọi người đều im lặng khốn kiếp mặc phân mạnh quá biến thái ai đến ai chết nếu không người áp chế tu vi xuống sinh đan cảnh thử xem vạn hà phất phất tay cho các người thời gian một đêm nghỉ ngơi buổi sáng ngày mai bắt đầu sáng chọn đợt thứ hai nói xong hắn đạp không mà đi thật nhiều người đi lại khắp nơi muốn xem xem có thể tìm được lối ra rời khỏi nơi quỷ quái này hay không qua một lúc sau mọi người quay trở lại bọn họ lắc đầu thở dài Chiến thần cung có thể lưu lại sơ hở cho bọn họ tìm hay sao? Mạc Vân nhất chiến thành danh, danh tiếng hoàn toàn áp đảo đám người Hàn Duyệt và Tư Mã Đông, bởi vậy có người đi qua muốn lôi kéo tình cảm với hắn, sáng chọn vào ngày mai sẽ tàn khốc hơn nhiều, bọn họ phải chuẩn bị. Nhưng bốn người đầu đầu tới gần bị hắn rút kiếm chém giết, căn bản không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, đám người đằng sau sợ tới mức lui về phía sau. Khá tốt, Mạc Vân không có đại khai sát giới, từ đó mọi người thở ra một hơi. Một đêm qua đi, Vạn Hà lại tới. Tất cả mọi người thật sự sợ người này, bởi vì hắn xuất hiện sẽ đại biểu có người sẽ chết, hơn nữa số lượng cũng không ít. Ô, lại chết bốn. Vạn Hà nhìn chung quanh, hắn phát hiện tám mảnh thi thể, ánh mắt của hắn nhìn lên người Mạc Vân, nhưng hắn cũng không có ý trách cứ, từ đó rất nhiều người thất vọng. Bọn họ hy vọng Vạn Hà có thể ra tay tiêu diệt Mạc Vân, gia hỏa này chính là kẻ phá hư cân đối, từ đó làm mọi người vướng tay vướng chân. Kế tiếp, bắt đầu sàng chọn đợt thứ hai. Vạn Hà nói ra, trong khu vực hoang dã nơi này có 100 mục tiêu ám sát, có mục tiêu rất đơn giản, thực lực rất yếu, nhưng có mục tiêu rất mạnh, có cường giả bảo hộ. Chỉ cần đánh chết một mục tiêu, các ngươi sẽ vượt qua kiểm tra. Mà ba ngày sau, người không đánh chết mục tiêu, xử tử, hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người cảm giác nội tâm lạnh buốt. Chỉ có 100 mục tiêu, bọn họ có 400 người, nói cách khác, cho dù có thể thành công ám sát những mục tiêu này, ít nhất cũng phải chết mất 300 người. Quá tàn khốc, bắt đầu tính thời gian, tranh thủ thời gian đi săn giết đi. Vạn hà phất phất tay, trên mặt nở nụ cười tàn nhẫn. Mọi người vội vàng chia nhau mà đi, tiến vào trong núi rừng. Phải nắm chặt thời gian, bởi vì chỉ có 100 mục tiêu, nếu bị người khác ám sát tất cả, bọn họ sẽ chết. Hơn nữa, mục tiêu nhiệm vụ còn phân khó khăn, nếu mục tiêu dễ dàng bị người ta đánh chết, tự nhiên sẽ gia tăng độ khó cho mình. Cho nên, bọn họ phải tranh thủ thời gian, lang hàn bước đi rất chậm trong lòng của hắn vô cùng khó chịu nhưng bây giờ hắn đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu một đêm qua đi hắn đã nghiên cứu địa mạch nơi này nhưng tinh thể này đã sớm bố trí trận pháp cường đại hắn có thể cảm ứng được địa mạch nhưng không cách nào điều động địa khí không có biện pháp niệm lực của hắn chưa đủ mạnh đoạt địa khí của trận pháp hắn đã mất đi vương bài hiện tại phải che giấu tung tích nếu không sẽ bị chiến thần cung phát hiện ta chính là lăng hàn khi đó ta sẽ chết không thể nghi ngờ chỉ cần ta còn sống rời đi sau khi biết rõ vị trí của chiến thần cung sau đó sẽ tuyên dương trên tinh võng tin tưởng sẽ có vô số thế lực bị chiến thần cung ám sát sẽ giết tới nơi này cho nên hiện tại sống sót lăng hàn kiên định tín nhiệm thân thể hắn lao đi thật nhanh hắn lao nhanh trong núi rừng và tìm kiếm mục tiêu có thể ám sát không lâu lắm hắn dừng lại hắn thấy có một người đất bên cạnh người đất có hai hung thú bị trói chặt chúng tỏa ra khí tức cường đại trên đỉnh đầu người đất có hai chữ mục tiêu thập phần bắt mắt. Ô, lần này chiến thần cung không quá mức huyết tinh, dùng hung thú làm mục tiêu. Lăng Hàn dùng đồng thuật quan sát, hai đầu hung thú này đều là sinh đan viên mãn, từ khí thức chấn động của chúng tỏa ra, có lẽ chiến lực đạt tới thập ngũ trọng thiên. Đối với thiên tài mà nói, chiến lực thập ngũ trọng thiên đã đầy đủ đáng sợ. Lăng Hàn sẽ không đặt trong lòng, hắn bước tới. Hai đầu hung thú gào thét, chúng bị nhốt ở chỗ này nên càng cuồng bạo hơn trước. Lăng Hàn hừ một tiếng, phát động sát khí trùng kích, ba ba, thức hải hai con hung thú vỡ nát, chúng gào thét và ngã xuống đất. Hắn đi tới trước người đất và xuất ra một trường, người đất chấn động và bay nhanh. Ồ, Lăng Hàn sướng sờ, hắn phản ứng nhanh cỡ nào, cho nên hắn xuất trưởng tấn công lần nữa. Bành, lần này người đất văng tung tóe, đất vụn bay đầy trời. Vượt qua kiểm tra, một giọng nói vang lên trong thức hải của Lăng Hàn. Người có thể nghỉ ngơi tại đây, đây là Vạn Hà lăng hàn ngẩng đầu nhìn lên trời hắn không nhìn thấy bóng dáng của vạn hà hóa linh cảnh vượt qua hắn rất nhiều lăng hàn ngồi xuống hiện tại hắn cần bảo trì cảnh giác cao độ hư muộn một bước một giọng nói vang lên sau lưng lăng hàn chỉ thấy hàn duyệt đi tới ánh mắt đảo qua ánh mắt hắn lạnh lùng và nói ngươi dám đoạt con mồi của ta lăng hàn bật cười ngươi còn vừa tới sao ta nhớ ra ngươi hàn duyệt nói ngươi là nhân vật mới rất hung hăng càn quấy Lăng Hàn thở dài, ngươi có nhiều thời gian như vậy, vì sao không đi tìm mục tiêu, dây dưa với ta làm gì? "Không sao." Hàn Duyệt nói, giết ngươi là chuyện nhấc tay, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian. "Khốn kiếp, cho rằng ta dễ khi dễ sao?" Chương 4499, muốn chết. Lăng Hàn tỉnh táo lại, có phải chính mình quá vô danh hay không? Bằng không tại sao mặt hàng như Hàn Duyệt dám dương nanh múa vuốt trước mặt mình? "Tùy tiện." Lăng Hàn không để ý tới, hắn chỉ nhắm mắt dưỡng thần rất tốt, biết rõ không cách nào chống cự, dứt khoát buông tha phản kháng. Hàn Duyệt lạnh lùng nói ra, Lăng Hàn im lặng, ra hỏa này có tự tin ngập trời. Chết, Hàn Duyệt bay tới, hắn xuất trưởng đánh vào đỉnh đầu Lăng Hàn, muốn một kích đánh nát thức hải Lăng Hàn. Lăng Hàn ngồi như bàn thạch, thẳng đến khi bàn tay của Hàn Duyệt sắp đánh tới thì hắn mới ra tay. Chống cự vô vị, Hàn Duyệt lạnh lùng nói ra, hắn vừa dứt lời thì lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đừng nhìn một kích của Lăng Hàn đánh sau, hơn nữa tốc độ còn chậm tới mức đáng thương, nhưng trên thực tế bàn tay của hắn còn chưa đánh lên đỉnh đầu lăng hàn, tay của đối phương đã bắt lấy cổ họng của mình. Làm sao có thể, một ý niệm xuất hiện, hắn cảm giác tâm thần mình run rẩy ngay sau đó lực lượng hoàn toàn biến mất. Thật đáng sợ, thật đáng sợ, thực lực của gia hỏa này còn mạnh hơn cả Mạc Vân, ít nhất hắn có thể ngăn cản Mạc Vân mấy chiêu, khi đối mặt lăng hàn, hắn không thể xuất ra một chiêu. Hắn lại chủ động chiêu cho kẻ biến thái này, đúng là muốn chết mà. Hiện tại Hàn Duyệt muốn khóc, dù gì hắn cũng là thiên tài bài danh hơn 2 ngàn, cho dù đặt trong tinh vực nào cũng là thiên tài số 1 số 2, làm sao lại gặp phải yêu nghiệt biến thái như vậy. Làm ơn tha mạng, hắn miễn cưỡng nói ra một câu, nếu vừa rồi là ngươi mạnh hơn, ngươi sẽ tha ta sao? Lăng Hàn hỏi lại, giọng nói rất bình tĩnh, cũng không đợi Hàn Duyệt trả lời, hắn đã dùng sức, ba, cổ của Hàn Duyệt bị hắn bẻ gãy, ngay sau đó có lực lượng xông vào thức hải, phá tan thức hải của Hàn Duyệt. Hắn đã hiểu, tiến vào chiến thần cung hoặc tử vong trong sàng trọt, hoặc là sau khi thông qua trở thành sát thủ chiến thần cung, cho nên, Hàn Duyệt chết đi mới tốt, tránh làm phiền người khác. Lăng Hàn ném thi thể Hàn Duyệt sang một bên, hắn như lão tăng nhập định, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như hắn tách ra khỏi thế giới này. Thú vị, trên bầu trời, vạn hà tươi cười, hắn cảm ứng tất cả mọi việc xảy ra trong khu vực này. Sau khi Hàn Duyệt đi thẳng về phía Lăng Hàn, hắn vốn muốn ngăn cản, nhưng lại muốn xem thực lực của hai người, bởi vậy hắn lựa chọn ngồi bàng quang, không nghĩ tới lăng hàn mạnh như vậy, một kích đã miểu sát hàn duyệt. Thật không nghĩ tới, lần này chọn ra hai hạt giống không tệ. Hắc hắc, hạt giống sát thủ vương là một trong hai người này. Ám sát vẫn tiếp tục, có người thành công, có người thì thất bại, ngược lại bị hộ vệ mục tiêu ám sát giết chết, đây là cạnh tranh người sống ta chết. Ba ngày sau đó, đã đến giờ, Vạn Hà nói, tổng cộng có 71 người hoàn thành nhiệm vụ, những kẻ còn lại, toàn bộ xử tử. Không, ta không muốn chết, van cầu ngươi, ta nguyện ý làm tất cả mọi việc, không nên giết ta. Lập tức, từng âm thanh cầu khẩn vang lên, nhưng rất nhanh, những âm thanh này im bặt, hiển nhiên bị vạn hà ra tay xử tử những người này. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ tiến hành sàng chọn lần cuối cùng. Vạn hà lại nói một câu, sau đó biến mất, chỉ còn lại 71 người. Những người này không trở về hang động, ngày mai mọi người sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh, bọn họ sẽ không tín nhiệm người nào cả. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lúc sáng sớm, Lăng Hàn vẫn tu luyện như cũ, tuy sinh đan cảnh tu luyện chủ yếu là ăn thiên tài địa bảo, nhưng hấp thụ năng lượng thiên địa cũng có hiệu quả, cho dù hiệu quả này rất nhỏ bé. Nhưng nhỏ bé đó cũng là tiến bộ, không thể lãng phí. Vạn Hà xuất hiện, tất cả mọi người tập hợp, đây là lần sàng chọn cuối cùng, Vạn Hà nói ra, kế tiếp, ta sẽ chọn ra 7 người làm mục tiêu, sau đó phân phối 9 người ám sát hắn. Như vậy sẽ có 7 tổ có một tổ sẽ có 11 người. Đối với người bị ám sát người mà nói, ám sát thành công sẽ trổ hết tài năng. Đối với người bị ám sát mà nói, cần tiêu diệt toàn bộ người ám sát mới có thể vượt qua kiểm tra. Những người khác, toàn bộ xử tử, hiểu chưa, nghe quy tắc này, tất cả mọi người nhíu mày, nếu như bị phân phối vào vai người bị ám sát, phải giết chết 9 người hoặc 10 người mới vượt qua kiểm tra, áp lực rất lớn. Cho dù trở thành người ám sát người, kỳ thật áp lực cũng không nhỏ, cần vượt lên những kẻ khác mới có thể sống sót. Nói trắng ra, một tổ cũng chỉ có một người mới có thể sống. Bắt đầu vòng thứ nhất thừa hơn 700, tỷ lệ sống sót năm thành, sau vòng thứ nhất từ 400 thừa lại 100, tỷ lệ sống sót chỉ có hai thành, hiện tại tỷ lệ còn chưa tới một thành. Sàng chọn quá tàn khốc, nhưng Vạn Hà không cần thương lượng với bọn họ. Hiện tại, ta sẽ chọn ra 7 người bị ám sát. Ngươi, 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 còn ngươi nữa, Vạn Hà dùng tay chỉ, cuối cùng chỉ vào Lăng Hàn. Bảy mục tiêu bị ám sát đã được chọn ra, người không được chọn thở ra một hơi, làm người bị ám sát, áp lực sẽ không nhỏ. Bây giờ là ám sát tổ 1, Vạn Hà lại bắt đầu phân phối, chọn 9 người vào tổ 1, sau đó là tổ 2 và tổ 3. Bởi vì Lăng Hàn là tổ thứ 7, cho nên người ám sát hắn không phải 9 người, mà là 11 người. Mấu chốt là, trong tổ này có người ám sát là Mạc Vân, phát hiện Mạc Vân không đi, hắn vẫn lưu lại tổ thứ 7, 10 tên ám sát khác sợ hãi. Trong đó có Tư Mã Đông. Còn chơi cái gì, có ai là đối thủ của Mạc Vân? Không, còn có cơ hội, đó chính là giết Lâm Hàn trước, như vậy Mạc Vân có mạnh hơn nữa cũng bị quy tắc giết chết. Như vậy rất tốt, bắt đầu đi. Vạn Hà tươi cười, hắn thích nhất nói ta hai chữ bắt đầu, khi đó hắn có cảm giác mình như thiên thần, không gì làm không được, khống chế tất cả trong tay. Lúc này tổ bảy bắt đầu lao lên như lang sói, ai là kẻ giết mục tiêu trước sẽ sống sót. Sống, đây là bản năng nguyên thủy nhất bình thường nhất, là dục vọng cơ bản nhất, nhưng đồng thời cũng là dục vọng cường đại nhất. Mỗi người đều bộc phát ra ý chí chiến đấu và chiến lược cực mạnh, hai mắt bọn họ đỏ thấm, thời điểm này, mặc kệ ai ngăn cản trước mặt bọn họ đều bị chém giết vô tình. Ta muốn sống sót, xoát xoát xoát, kiếm quang vô cùng ác liệt, Mạc Vân đã đại khai sát giới, nhưng mục tiêu cũng không phải là lăng hàn, mà là tổ viên tổ bảy. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau chín kiếm chỉ có 8 người sống sót, người còn sống là Tư Mã Đông nhưng hắn cũng không tốt hơn chút nào, sau lưng hắn có vết kiếm sâu tới nội tạng, có thể thấy nội tạng rõ ràng, còn có kiếm khí bạo ngược bao phủ thân thể, nếu không xua tan kiếm khí, hắn khó tránh khỏi cái chết. A à hát, hát Mạc Vân rất mạnh, những người khác nhìn thấy cảnh này đều đổ mồ hôi lạnh, may mắn không cùng tổ với Mạc Vân. Mạc Vân không có truy kích, hắn nhìn sang Lăng Hàn,